Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 164. 3. Một tiếng vang giòn, Ma Thái Hư mặc dù hết sức tránh thoát thí thần trưởng cương, vẫn như trước chậm một nhịp, trực tiếp bị thí thần một bàn tay cấp hiên phi. Hư không bay vụt ra một đạo huyết kiếm, còn bí mật mang theo mấy khỏa răng máu. Ma Thái Hư cái kia dài 3-4 trượng thân thể, nhìn như bá đạo, nhưng tại thí thần trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Đám người rầm rầm nuốt nước miếng một cái, ngây ngốc nhìn xem thí thần, đầu tựa như lâm vào choáng váng. Rất nhiều người càng là không thể tưởng tượng nổi vuốt vuốt hai mắt, còn cho rằng mắt mình hoa. Làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc, thí thần màu da khôi phục bình thường, vẻ mặt lười biếng ngồi ở một hòn đá phía trên, bắt chéo hai chân, hai tay chống tại sau lưng. Này chỗ nào giống như là tại tiến hành đổ vực chi chiến, cái này nghiễm nhiên chính là đang vui đùa a. Hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Ma Thái Hư triệt để tức giận rồi, thân hình của hắn biến đổi, hóa thành một đầu dài hàng ngàn trượng hắc sắc cự long. Hết sức cuồng bạo khí thế quét sạch mà ra, phương viên mấy trăm dặm cát bay đá chạy, loạn thành một đống. Mấy tức về sau, Ma Thái Hư cái kia đầu rồng dữ tợn tới gần thí thần, quan sát mà xuống, giống như lại nhìn một con giun dế, cặp kia đỏ thắm con ngươi giống như cửa địa ngục, cực kỳ kinh khủng. Hắn há miệng thở ra một hơi, đều hóa thành cuồng phong thổi loạn, thổi đến đại đế cảnh tu sĩ cũng đứng bất ổn thân hình. Ma Thái Hư muốn động thật sự, đám người biến sắc, không ít nhân tộc tu sĩ nín thở ngưng thần nhìn xem giữa sân, thay thí thần lo lắng không thôi. Nhưng mà, thí thần bản nhân lại là lơ đễnh, mà là chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Ma Long Tử ngoắc ngón tay. Chết, Ma Long Tử ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn long chảo giống như một tòa núi cao một dạng hung hăng vỗ xuống. Còn chưa tới gần, thí thần liền cảm nhận được một cỗ khó có thể địch nổi kình phong, có thể nghĩ một kích này đáng sợ. Bất quá, thí thần lại là không sợ hãi, thân hình hắn lóe lên, nghịch thiên mà lên. Oanh một tiếng nổ vang, mặt đất bị Ma Thái Hư cầm ra một đầu thâm uyên, vang lên vô số toái thạch, bay vụt hướng bốn phương tám hướng, hư không bên trong truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Tất cả mọi người thay thí thần bóp một cái mồ hôi lạnh, đã thấy thí thần xuất hiện ở Ma Thái Hư trên mu bàn tay của hắn hóa thành một cái hắc sắc móng vuốt. Đồng thời, chân hắn giẫm quỷ dị bộ pháp, dọc theo Ma Thái Hư cánh tay nhanh chóng kéo lên, muốn phóng tới lưng rồng phía trên. Ma Thái Hư phẫn nộ thời khắc, hắn tự nhiên không có khả năng để thí thần đạt được, một cái móng khác hung hăng huy chạm mà ra. Mà lúc này, thí thần đột nhiên thả người nhảy lên, vừa lúc tránh thoát cái kia móng vuốt công kích, đi tới Ma Long Tử dưới bụng. Chỉ thấy thí thần đưa tay phải ra, hung hăng cắm người Ma Thái Hư nhục thân bên trong, cái kia cứng rắn long lân, ở tại trước mặt giống như không có gì. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy thí thần, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua Ma Thái Hư cái bụng, rậm rạp chằng chịt hắc sắc long lân bay vụt tứ phương. Tì một đạo thanh thúy mà kéo dài thanh âm vang lên, lại là thí thần móng vuốt, xinh xinh rạch ra Ma Thái Hư cái bụng, những nơi đi qua, lưu lại một đường thật dài vết rách, cuồn cuộn máu tươi vẫy xuống mà xuống. Phía dưới tu sĩ thấy thế, con người kịch liệt co rút lại. Thí thần chiêu này, nhất định chính là ở cho Ma Thái Hư mở ngực mổ bụng a. Chỉ là suy nghĩ một chút, đám người liền không nhịn được dùng mình một cái, nhìn về phía thí thần ánh mắt cũng biến rồi lại biến. Nguyên bản bọn họ cho rằng thí thần chỉ là một người xúc vô hại thiếu niên, nhưng bây giờ mới phát hiện, thiếu niên này không phải bình thường tàn nhẫn. Ngang Ma Thái Hư đau tan nát cõi lòng, không ngừng kêu thảm thiết. Dù cho thực lực của hắn lại làm sao cường đại, có thể bị người mở ngực mổ bụng, cũng khó có thể chịu đựng loại thống khổ này. Thân thể của hắn ra sức giãy giụa, có thể thí thần tốc độ quá nhanh, chỉ một lát sau, đem hắn cái bụng toàn bộ phá mở. Cuồn cuộn máu tươi giống như mưa rào tầm tã một dạng chiếu nghiêng xuống, hư không huyết vụ mênh mông, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Mùi máu tươi nồng nặc, càng là để ở đây tu sĩ một trận phát lạnh. Mà thí thần, làm xong tất cả những thứ này, không có tiếp tục đối Ma Thái Hư xuất thủ, mà là lăng không mà đứng. Lạnh lùng nhìn phía dưới thân thể co do run rẩy Ma Thái Hư. Hắn toàn thân dính đầy huyết dịch, giống như một cái huyết nhân,
vẫn như trước mặt nở nụ cười, chỉ là cái này nụ cười ở tất cả mọi người nhìn lại, cũng không tốt cười, ngược lại có chút lạnh lẽo. Thí thần quanh thân thần lực chấn động, tất cả máu tươi tất cả đều đánh rơi xuống mà xuống, lần nữa khôi phục cái kia non nớt bộ dáng. Ma Thái Hư lần nữa biến thành hình người, chỉ là thân thể của hắn hết sức yếu ớt, ở ngực của hắn bên trên, vẫn như cũ có một đạo xúc mục kinh tâm vết cắt, máu tươi róc rách mà chảy. Hắn sắc mặt tái nhợt, giống như một tờ giấy trắng, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn về phía thí thần, hận không thể đem thí thần ăn sống nuốt tươi. Chỉ là, Ma Thái Hư đừng nói tiếp tục chiến đấu, chính là cầm máu đều rất phiền phức, miệng vết thương kia, vẫn như cũ có một loại lực lượng quỷ dị, ngăn cản vết thương khép lại. Tiếp tục, nhìn thấy Ma Thái Hư ánh mắt trông lại, thí thần thân thể chậm rãi chìm mà xuống, liền lơ lửng ở Ma Thái Hư cách đó không xa, cười híp mắt nhìn xem hắn. Tiếp tục, Ma Thái Hư khóe miệng giật một cái, toàn thân hiện nổi da gà lên, hiện tại hắn nơi nào còn có tiếp tục thực lực. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đoán chừng liền không chỉ mở ngực mổ bụng, đoán chừng phải phân thây. Ma Thái Hư thầm nghĩ không hiểu, đây là nơi nào đến quái vật, vậy mà đáng sợ như thế. Khẽ cắn môi, Ma Thái Hư lấy tay vung lên, xa xa năm viên ngọc bài bỗng nhiên lơ lửng ở thí thần trước người. Mệnh của ta, có đáng giá hay không 4 khối địa vực ngọc bài? Thí thần cũng không có nhận cái kia 5 khối ngọc bài, ngược lại híp híp hai mắt, ngữ khí 10 điểm băng lãnh. Ta thua, Ma Thái Hư khẽ cắn môi, không trả lời thẳng thí thần lời nói, bưng bít lấy vết thương hướng về nơi xa bay đi. Chỉ là hắn vừa mới bay ra ngoài mấy chục trượng, liền đã ngừng lại thân hình, quay đầu không cam lòng nhìn xem thí thần nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi sẽ biết, lúc này, thí thần đã quay người hướng về nhân tộc vị trí đi đến, cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi nhìn, Ma Thái Hư rơi xuống một tên, thí tấn cấp đến người thứ 11. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô tiếng. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập ở thí thần trên người. Ma Thái Hư rơi xuống một tên, thí tấn thăng người thứ 11, cái này còn không đủ để chứng minh thí thần thân phận sao. Hắn là thí, có người run rẩy mở miệng, nhìn về phía thí thần ánh mắt tràn đầy nồng nặc vẻ kính sợ. Thí tục danh, hơn nửa năm đó thời gian, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Nguyên bản đám người cho rằng thí chính là một cái ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái thanh niên. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thí cũng chỉ là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, hình tượng này, cùng tất cả mọi người trong đầu tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Thí sao, Ma Thái Hư che ngực, sắc mặt âm hàn tới cực điểm. Từ lần trước thua với Tiêu Phàm về sau, hắn lại đã trải qua lần thứ 2 thất bại, kết quả này người, nhường hắn rất khó tiếp nhận. Ngươi nhất định phải chết, Ma Thái Hư khẽ cắn môi, trong lòng lạnh giọng nói. Phàm là ngăn cản hắn bước tiến người, đều phải chết. Kiếm Hồng Trần đã chết, trước mắt thí, cũng giống vậy phải chết. Thí thần cũng không có quan tâm Ma Thái Hư ánh mắt, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, không đáng giá gì hắn để ở trong lòng. Ước lượng trong tay 6 khối ngọc bài, thí thần khẽ mỉm cười nói, còn kém 4 khối, liền có được tư cách tham gia sau cùng chủng tộc chi chiến. Vạn tộc đổ vực chi chiến, chia làm 2 cái quá trình. Cái thứ nhất quá trình, vạn tộc tu sĩ, có được địa vực ngọc bài người, có thể tùy ý tìm những chủng tộc khác cao thủ đối chiến lấy địa vực ngọc bài vì tặng thưởng. Phe thắng, có thể thắng được tặng thưởng, liền như là chiến đấu mới vừa rồi đồng dạng, Hoàng Vô Cương cùng chiến phủ đồ, đều bại bởi Ma Long Tử một mảnh địa vực ngọc bài. Mà thí thần, lại dùng mạng của mình, thắng được 6 khối địa vực ngọc bài. Làm cái thứ nhất quá trình kết thúc sau, chính là cái thứ hai quá trình, chủng tộc ở giữa chiến đấu, cũng nói là chủng tộc chi chiến. Phàm là có được 10 khối ngọc bài trở lên tu sĩ, đều có thể tham gia chủng tộc chi chiến. Quá trình này, chuyên môn có thiên hoàng đối xử chủ trì, đây cũng là hơn vạn chủng tộc, không dám ở vạn tộc chủng tộc chi chiến bên trên quấy rối nguyên nhân. Thiên hoàng 2 chữ, cũng đủ để ép tới vạn tộc không thở nổi. Cuối cùng vạn tộc đổ vực chi chiến kết thúc, địa vực phân phối, cũng là do trời hoang hoàn thành, không có người nào dám phản bác thiên hoang mệnh lệnh. Bằng không mà nói, vạn tộc đổ vực chi chiến, cũng không khả năng tiến hành thuận lợi. Hiện tại Long tộc hẳn là biết rõ ta thực lực,
muốn từ trong tay bọn họ thắng được ngọc bài, đoán chừng tương đối khó khăn. Thí thần tay phải nâng cầm lên, con ngươi không ngừng chuyển động. Tiểu Hữu, ta Hoàng gia cho ngươi 4 khối ngọc bài, do ngươi thay ta Hoàng gia tham gia cuối cùng chủng tộc chi chiến, làm sao? Làm thí thần trở về thời khắc, Hoàng gia Túc lão cười híp mắt nói. Thí thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Cái gì gọi là thay ngươi Hoàng gia tham gia chủng tộc chi chiến? Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi chẳng những không cho ta 4 khối ngọc bài, ngược lại là ta ngược lại thiếp ngươi 6 khối, chủ yếu nhất là, cuối cùng xuất lực vẫn là ta. Ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao? Thí thần lạnh như băng phun ra một câu. Hắn không phải người ngu, dựa vào cái gì hắn muốn đem cái này 6 khối ngọc bài cho Hoàng gia, hơn nữa còn muốn thay Hoàng gia bán mạng. Hoàng gia Túc lão nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn thấy, thí thần nếu là có thể đại biểu hắn Hoàng gia xuất chiến, hẳn là vô thượng vinh dự. Nhưng hắn không nghĩ tới, thí thần trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa còn 10 điểm khinh thường. Tiểu Hữu, ngươi cần phải biết, đại biểu nhân tộc xuất chiến, thế nhưng là một loại vinh dự vô thượng. Hoàng gia Túc lão nhíu mày. Ngươi không phải mới vừa nói đại biểu ngươi Hoàng gia sao? Thí thần chẳng thèm ngó tới. Đại biểu nhân tộc xuất chiến, đúng là vô thượng vinh dự, chẳng lẽ đại biểu ngươi Hoàng gia cũng vậy sao? Hoàng gia Túc lão lông mày vặn thành chữ xuyên, trong lòng của hắn trầm ngâm, chẳng lẽ người này cùng ta Hoàng gia có hiểu lầm gì đó sao? Tiểu tử, ta Hoàng gia thân làm nhân tộc ngũ đại gia tộc, tự nhiên liền có thể đại biểu nhân tộc, cái này có khác biệt gì? Không đợi Hoàng gia Túc lão mở miệng, Hoàng Vô Lân liền dẫn đầu nói, hắn 10 điểm khó chịu thí thần thái độ. Có thể ngươi Hoàng gia không đại biểu được ta, có bản lĩnh bản thân thắng đi. Thí thần chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi nhân tộc vị trí khu vực. Ở chỗ này, muốn thắng được còn dư lại 4 khối ngọc bài, đó là không có khả năng, lưu lại cũng không có quá nhiều giá trị. Muốn hắn đại biểu Hoàng gia, thí thần cũng là vạn phần không nguyện ý. Bản thân được không dễ được 6 khối địa vực ngọc bài, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ giao cho Hoàng gia. Kết quả là một chút chỗ tốt đều không lấy được, còn muốn bốc lên to lớn nguy hiểm tính mạng, hắn thí thần lại không phải người ngu, ngược lại rất tinh minh. Nghe được thí thần lời nói, Hoàng Vô Cương không biết nói gì, thật lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, coi như người thắng nhiều hơn nữa địa vực ngọc bài lại như thế nào, không có ta ngũ đại gia tộc, người cũng không hối đoái được. Ngũ đại gia tộc sở dĩ thống soái nhân tộc, không chỉ có là bởi vì bọn họ thực lực cường đại, mà là bởi vì bọn hắn ở thiên hoang trước mặt, cũng có đầy đủ quyền nói chuyện. Đây là không có gì sánh kịp ưu thế, chính là thế lực khác cùng gia tộc không làm được. Yên tâm đi, hắn sẽ còn trở lại. Hoàng gia Túc lão híp híp hai mắt, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn trong lòng lại là thật sâu nhớ kỹ thí thần, về sau nếu là không thể quy thuận Hoàng gia, hắn tuyệt đối sẽ không để thí thần tồn tại xuống dưới. Ta đột nhiên cảm thấy thiếu niên kia giống như người nào đó a. Trong đám người, đột nhiên có người nhẹ giọng xem thường nói. Giống ai? Có người hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hắn giống Tiêu Phàm bên người thiếu niên kia sao? Hắn cùng Tiêu Phàm một dạng, xông qua bách sát tuyệt trận. Người kia hồi đáp. Là hắn, mặt khác rất nhiều người đồng thời kinh ngạc không thôi. Thí thần lúc trước nhưng là ở man hoang cổ thành xuất hiện qua, hơn nữa còn ngay trước rất nhiều tu sĩ mặt xông qua bách sát tuyệt trận. Có một ít người nhìn thấy qua thí thần hình dáng. Dù cho đi qua chừng 20 năm, thí thần dung mạo vẫn không có biến hóa quá lớn, man hoang cổ thành bách sát các cùng đế cung có không ít tu sĩ nhận biết. Chỉ là ngay từ đầu bọn họ còn không nhớ ra được, bây giờ hồi tưởng một chút, thí thần cùng hắn năm đó bộ dáng chậm rãi trùng hợp lên. Tiêu Phàm người, đám người tiếng nghị luận không nhỏ, Hoàng Vô Lân ngược lại là nghe rất rõ, Kiếm Hồng Trần là Tiêu Phàm biệt hiệu. Tiêu Phàm có cái này thực lực, hắn người khẳng định cũng không kém. Nghĩ vậy, Hoàng Vô Lân thầm cười khổ không thôi. Bọn họ đường đường năm đại cổ tộc, trưởng quản lấy nhân tộc 3.000 vực, có được vô tận tài nguyên, nhưng hôm nay bồi dưỡng được người, lại ngay cả một cái bình thường địa vực người đều không cách nào so. Không thể không nói, là một loại rất lớn châm chọc. Năm đại thánh tử, liền ma long tử bậc này thực lực người cũng không là đối thủ. Lại làm sao có thể chiến thắng ma thái hư cấp độ kia tuyệt thế thiên kiêu đây? Kiếm Hồng Trần danh tiếng đã biến mất nửa năm lâu, không biết Tiêu Phàm sống hay chết. Hoàng Vô Lân trong lòng vừa muốn nói. Dựa theo lẽ thường mà nói,
tên của một người biến mất, chỉ có một loại khả năng, kia liền là chết. Nhưng kiếm hồng trần ba chữ này lại có chút đặc thù, bởi vì theo cái tên này biến mất sau, cái bài danh này cũng đã biến mất. Bởi vì, Hoàng Vô Lân cũng không biết Tiêu Phàm rốt cuộc là sống sót, vẫn là chết. Nhân tộc, còn có người dám một trận chiến sao? Đột nhiên, một đạo hí ngược thanh âm lại từ trước phương vang lên, lại là một cái nam tử mặc áo bào vàng lăng không mà đứng. Thần Long Tử, đám người nhíu mày, thầm mắng Long tộc hèn hạ. Bậc này đổ chiến, đổi lại chủng tộc khác, hoàn toàn có thể trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là, nhân tộc thân làm 10 đại chủng tộc một trong, nếu là liền tham gia dũng khí đều không có, cái kia cũng không phải bình thường mất mặt. Cái này cũng là nhân tộc biết rõ không phải Ma Long Tử đối thủ, cũng giống vậy phái ra Hoang Vô Cương một trận chiến nguyên nhân. Mặt mũi, có đôi khi rất trọng yếu, nhưng là bây giờ, nhân tộc lại không có đầy đủ thực lực bảo vệ tự thân mặt mũi. Làm sao, kiếm hồng trần chết rồi, nhân tộc liền đều chết hết sao? Thần Long Tử một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, thần sắc hết sức lạnh lùng. Vô sỉ, nhân tộc tu sĩ nắm đấm nắm chặt, trong lòng thầm mắng không thôi. Vừa mới thí thần ở thời điểm, cũng không có gặp ngươi thần Long Tử đi ra, hiện tại thí thần đi, ngươi liền đến diễu võ dương oai. Ta tới, trầm mặc hồi lâu, một chiếc khác thần chu bên trên, đi ra một bóng người. Đó là một cái áo bào trắng nho nhã thanh niên. Bắc thần vọng cổ, nhân tộc tu sĩ nhìn tới, trên mặt lộ ra chờ mong. Thời gian chớp mắt đi qua hơn 2 tháng, khoảng cách vạn tộc đổ vực chi chiến vòng thứ nhất kết thúc chỉ còn lại có tầm 10 ngày. Hơn 2 tháng này thời gian, nhân tộc tu sĩ sắc mặt cho tới bây giờ không đẹp mắt qua. Ngoại trừ lúc trước thí thần thắng được 6 cái địa vực ngọc bài về sau, những người khác không có thắng được địa vực ngọc bài. Mắt thấy khoảng cách chủng tộc chi chiến càng ngày càng gần, nhân tộc nếu là liền tư cách tham gia đều không có, không hề nghi ngờ là một loại sỉ nhục lớn lao. Chẳng lẽ ta nhân tộc thực bỏ qua lần này chủng tộc chi chiến sao? Ai kêu nhân tộc vị trí quá lúng túng đây, mặt khác 10 đại chủng tộc, đều có thể đường hoàng khiêu chiến ta nhân tộc tu sĩ, mà ta nhân tộc tu sĩ đi khiêu chiến chủng tộc khác, đối phương đều có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt. Có lẽ... Hiện tại duy nhất có thể có tư cách tham gia chủng tộc trận chiến, chỉ có thí, cái này thời gian mấy tháng, hắn hơn phân nửa đã được đến 10 khối trở lên ngọc bài. Còn có một loại khả năng có thể tham gia chủng tộc chi chiến, ngũ đại gia tộc nếu là đem còn dư lại ngọc bài tụ tập cùng một chỗ, mới có thể kiếm ra 20 khối ngọc bài. Nhân tộc tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mắt thấy vòng thứ 2 chủng tộc chi chiến càng ngày càng gần, bọn họ càng ngày càng lo lắng. Nhân tộc xem như 10 đại chủng tộc. Tự nhiên không thể bỏ qua bậc này thịnh hội. Nếu là thật liền tư cách tham gia đều không có, cái này nhân tộc đoán chừng cũng sẽ rời khỏi 10 đại chủng tộc nhóm. Ngũ đại gia tộc nghe được những nhân tộc khác tu sĩ mà nói, không khỏi có chút dục dịch, thế nhưng là, ai cũng không nguyện ý giao ra bản thân địa vực ngọc bài. Dù sao, tham gia vòng thứ 2 chủng tộc chi chiến, là một loại vô thượng vinh dự, càng có thể lấy được lợi ích to lớn. Ai có thể đem ngọc trong tay của chính mình bài vô duyên vô cớ giao ra đây? Hoàng gia Túc lão sở dĩ nguyện ý đem trong tay ngọc bài giao cho thí thần, là có tiền đề, kia liền là để thí thần trở thành hoàng gia người. Đáng tiếc, hoàng gia Túc lão đề nghị này, đã bị thí thần cự tuyệt. Hoàng lão tam, theo ta thấy, không bằng đem ngươi hoàng gia ngọc bài cho ta Bắc thần gia tộc, để nhìn cổ hắn tham dự chủng tộc chi chiến A, nhìn cổ thực lực ngươi cũng đã gặp qua. Có thể cùng thần Long Tử bất phân thắng bại, thắng cơ hội rất lớn, lúc này, Bắc thần gia tộc một vị Túc lão nhìn không được mở miệng nói, bọn họ nhất định phải vì chủng tộc chi chiến tính toán. Hoàng gia Túc lão sắc mặt tái xanh, hơn 2 tháng trước, thần Long Tử vô sỉ kêu gào nhân tộc, từ Bắc thần gia tộc đệ nhất thiên tài Bắc thần vọng cổ xuất thủ. Bắc thần vọng cổ cùng thần Long Tử đại chiến 3 ngày 3 đêm, hai người cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Không thể không đã bình ổn cục kết thúc chiến đấu. Hoàng gia Túc lão không thể không thừa nhận, Bắc thần vọng cổ thực lực, xác thực so Hoàng Vô Cương hiếu thắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế nhưng là, muốn nhường hắn cầm trong tay địa vực ngọc bài giao ra, hiển nhiên là không thể nào. Bắc thần hồn, người coi lão hủ là kẻ ngu hay sao? Hoàng gia Túc lão khinh thường nói, lần này chủng tộc chi chiến. 20 người đứng đầu có thể tiến vào phi tiên thánh cảnh,
ngươi cảm thấy lão hủ sẽ đem bậc này cơ hội thật tốt tặng cho ngươi Bắc Thần gia tộc hay sao? Hoàng lão tam, ngươi nói người Hoàng gia tựa như có thể vào 20 người đứng đầu tựa như. Bắc Thần gia tộc Túc lão Bắc Thần hồn không lạnh không nóng nói. Hoàng gia Túc lão Hoàng lão tam nghe vậy, lập tức sắc mặt tái xanh. Hắn Hoàng gia mạnh nhất cũng chính là Hoàng Vô Cương, có thể Hoàng Vô Cương ở vạn tộc thiên tài bảng mới xếp hạng 6-700 tên mà thôi, cho dù có một số người không tham ngộ thêm vạn tộc đổ vực chi chiến, Hoàng Vô Cương cũng không khả năng chiếm lấy 20 người đứng đầu. Đối phương, giống như một chuôi đao nhọn, hung hăng cắm ở Hoàng lão tam ngực. Hoàng lão tam sở dĩ để thí thần đại biểu Hoàng gia tham chiến, cũng chỉ là muốn cho thí thần thay hắn Hoàng gia thắng được danh ngạch này mà thôi. Bằng không mà nói, Hoàng lão tam căn bản sẽ không ra mặt dày để thí thần gia nhập Hoàng gia. Tốt rồi, lúc này, một cái toàn thân làn da nếp nhăn lão ẩu run rẩy trong tay quải trượng, giọng căm hận nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi không nghĩ ta nhân tộc an nguy, lại ở cái này tranh chấp không ngớt, còn thể thống gì. Xem ở độc cô mặt mũi, ta không so đo với ngươi. Hoàng lão tam lạnh rên một tiếng, nói, bất quá, khoảng cách chủng tộc chi chiến, cũng chỉ có 10 ngày không tới thời gian, chúng ta phải xuất ra một cái điều lệ đi ra. Không sai, bất kể như thế nào, chúng ta ngũ đại gia tộc, ít nhất phải phái ra 2 người tham gia chủng tộc chi chiến. Một cái khác tóc trắng lông mi trắng bạch bào lão giả nói năng có khí phách nói. Bạch bào lão giả xương trán đột xuất, sắc mặt sông đỏ, tiên phong đạo cốt, giống như lão giống như thần tiên. Hắn mới mở miệng, một cái khác lão đầu lão ẩu lập tức yên tĩnh trở lại, đôi mắt tràn đầy kiêng dè. Huyền đạo huynh ý tứ đây, Hoàng lão tam hít sâu một cái nói. Bạch bào lão giả vuốt vuốt mỏng manh râu bạc trắng, ánh mắt ở Hoàng Vô Cương chờ năm đạo thân ảnh bên trên đảo qua, trầm giọng nói, ta nhân tộc không thể 5 người, ngươi 5 người thân làm nhân tộc 5 đại thánh tử, liền do các ngươi tự hành phân cái cao thấp, thắng được 2 người, đại biểu nhân tộc xuất chiến. Hoàng lão tam đám người nghe vậy, lại là không có mở miệng, đám người trong lòng đều đang riêng phần mình cân nhắc được mất. Huyền đạo huynh, chúng ta là không có thể lại riêng phần mình xuất ra mấy cái địa vực đây, dù sao, phi thiên thánh cảnh mở ra, thế nhưng là mấy chục vạn năm mới có một lần đại cơ duyên. Hoàng lão tam nhìn không được mở miệng nói. Đám người làm sao không minh bạch hắn ý đồ kia, Hoàng Vô Cương ở 5 đại thánh tử bên trong. Thực lực hạng chót, muốn thắng được cơ hội quá xa vời. Mà hắn lại không muốn để cho Hoàng Vô Cương bỏ lỡ phi tiên thánh cảnh trọng đại như thế cơ duyên. Dù sao, vô số thiên tài cố ý dùng tổ nguyên tự phong, không phải là vì cái này phi tiên thánh cảnh sao? Hoàng lão tam nói cũng không phải là không có đạo lý. Bắc thần hồn lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói kỳ trước vạn tộc thiên tài bảng 3 hạng đầu đều có tư cách tiến vào, lịch đại đến nay, làm sao cũng có 200 người. Lần này vạn tộc thiên tài bảng, top 1000, không có gì ngoài đỉnh này nhọn 300 người bên ngoài, có thể có được chủng tộc chi chiến tư cách, nhiều nhất gần 200 người. Bắc thần hồn không có nói tiếp, bất quá đám người đều biết hắn ý tứ. Vô luận là Hoàng Vô Cương cũng tốt, vẫn là Bắc thần vọng cổ cũng được, bọn họ đều có hy vọng tranh đoạt cái kia 1/10 cơ hội. Các ngươi ý tứ đây. Bạch bào lão giả huyền đạo vừa nhìn về phía bà lão kia độc cô, cùng một cái khác hắc bào lão giả. Hai người trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cái, hiển nhiên, bọn họ cũng không quá nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này. Đã như vậy, lão hủ ta đi tìm thiên hoang đặc sứ hối đoái địa vực ngọc bài. Huyền đạo ý vị thâm trường nhìn mấy người một cái, trong lòng lại là khe khẽ thở dài. Cái này từng cái một, vì phi thiên thánh cảnh tạo hóa. Chỗ nào còn sẽ quan tâm nhân tộc địa vực đây? Cũng đúng lúc này, phi thiên cổ khu vực biên giới, một chiếc thần chu hạ xuống, một đạo áo bào đen thân ảnh đứng ở đầu thuyền, quan sát phía dưới man hoang đại địa. Cuối cùng đã tới, không biết còn có kịp hay không? Áo bào đen thân ảnh không phải người khác, chính là vội vàng chạy đến Tiêu Phàm. Kiếm công tử, vạn tộc đổ vực chi chiến vòng thứ nhất còn có thời gian 10 ngày, chúng ta sẽ đưa ngài đến cái này. Kim Linh tứ tướng bên trong một người cung kính thi lễ nói. Một đường vất vả các ngươi trở về đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại đạp không mà lên, bay thẳng phi tiên cổ chỗ sâu đi. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, dãy núi cùng tầng mây cực tốc lui lại, rất khó bắt không đến cái bóng của hắn.
Nửa ngày sau, Tiêu Phàm rốt cục ở một cái ngọn núi đỉnh cao dừng lại, ngắm nhìn về phía chân trời mênh mông chiến trường, hai mắt khẽ híp một cái. Còn tốt đến kịp thời, mà Thái Hư, Ngọc Lâm Phong, Phượng Trung Hoàng, các ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, sát khí trên người như ẩn như hiện. Xòe bàn tay ra, lòng bàn tay của hắn lập tức nằm ba cái mạ vàng ngọc bài, đây là lúc trước Lãng Thiên cho hắn ba khối địa vực ngọc bài. Hắn nhất định phải ở vạn tộc đổ vực chi chiến bên trong, thắng đủ 10 khối địa vực ngọc bài giao cho hoàng gia người, hoàng gia mới có thể từ bỏ ứng phó vô tận thần phủ. Tiêu Phàm mặc dù 10 điểm khó chịu bị hoàng gia uy hiếp, nhưng nghĩ đến thân mình bên cạnh thân bằng hảo hữu, hắn lại không thể không đáp ứng hoàng gia yêu cầu. Vạn tộc thiên tài bảng còn chưa từng tái hiện ta danh tự, hơn 9 ngày thời gian, cũng đủ rồi. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Trên đường đi, Kim Linh tứ tướng đem vạn tộc đổ vực trận chiến quy tắc cùng hắn giải thích một lần, Tiêu Phàm đã đại khái hiểu tại tâm. Vòng thứ nhất, miễn là ngươi thực lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể bốn phía khiêu khích, luôn có một số người, sẽ nhịn không ở cùng ngươi đổ chiến. Ta đây dung mạo cùng thần lực khí tức, đoán chừng rất nhiều người đều biết. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa, rất nhanh biến thành khác một khuôn mặt, đồng thời, thần lực của hắn khí tức cũng đã xảy ra tương ứng cải biến. Hắn hiện tại, đừng nói địch nhân của hắn, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đứng bên người, đoán chừng cũng không nhận ra hắn. Tiêu Phàm hài lòng nhìn thoáng qua tự thân cách ăn mặc, sau đó cực tốc hướng về nơi xa chiến trường lao đi. Lấy tốc độ của hắn, chỉ một lát sau liền đi tới biên giới chiến trường, một chiếc thần chu lơ lửng hư không, phía trên đứng đấy một đám hình tượng quái dị sinh linh. Tiêu Phàm cũng không nhận ra bọn họ là chủng tộc gì, chỉ là nơi xa chân trời, còn có hai đạo bóng người đang không ngừng giao phong. Nhìn khắp bốn phía một cái, lại là nhìn thấy rất nhiều thần chu lơ lửng chân trời, thành một cái thật lớn vòng tròn sắp xếp, vượt qua mấy vạn dặm. Rất nhiều thần chu phía trước, đều có người giao chiến. Hiển nhiên là đang đánh cược chiến. Khoảng cách vạn tộc đổ vực chi chiến vòng thứ hai càng ngày càng gần, rất nhiều chủng tộc đều ngồi không yên, phi tiên thánh cảnh dụ hoặc thực sự quá lớn. Truyền văn, phàm là tiến vào phi tiên thánh cảnh, đột phá thánh đế cảnh tu sĩ, chắc chắn là một phương cự phách, chúa tể một mảnh sinh linh tồn tại. Nếu như thiên phú kinh người, vô cùng có khả năng bị thiên hoang coi trọng, nhất cử bước vào thiên hoang. Tiêu Phàm hướng về phía phi tiên thánh cảnh cũng có chút hứng thú, bất quá so sánh mà nói, hắn cảm thấy hứng thú hơn là thiên hoang. Tiêu Phàm đứng ở nơi này không tên trong chủng tộc, hướng về chiến đấu phía trước, muốn kiến thức một lần những chủng tộc khác thực lực. Nếu như hai người này thực lực một dạng mà nói, có lẽ mình còn có cơ hội lừa gạt một hai khối địa vực ngọc bài. Nhưng mà, hơn một canh giờ xuống tới, một trận chiến này còn không có kết thúc, Tiêu Phàm có chút ngồi không yên. Cái này chủng tộc gì, cũng quá yếu, chiến lâu như vậy, còn không có kết thúc. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, quay người liền hướng cách đó không xa đi. Chỉ là, hắn còn chưa đi ra mấy bước, liền bị tốt mấy bóng người ngăn cản đường đi. Ở đâu ra đứa nhà quê, người nói cái gì đây? Ta cổ lân tộc, chính là đường đường nhị lưu chủng tộc, lại còn cho phép ngươi không nhìn. Quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Quỳ xuống, mấy cái kia tu sĩ lên cơn giận dữ hướng về Tiêu Phàm, không khỏi hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Tiêu Phàm thấy thế, đột nhiên nảy ra ý hay, cố ý lộ ra vẻ sợ hãi, ngay sau đó lấy dũng khí, vỗ ngực nói, nhị lưu chủng tộc lại như thế nào, ta chính là đường đường nhân tộc, 10 đại chủng tộc một trong. Đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, đột nhiên lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng. Sợ rồi sao, sợ liền để ta ly khai. Tiêu Phàm lá gan lập tức lớn rất nhiều. Lời này vừa nói ra, đối diện tu sĩ bỗng phình bụng cười to. 10 đại chủng tộc, hảo đáng sợ a. Một cái tu sĩ cố ý lộ ra sợ hãi, bất quá sau một khắc thần sắc lại là vô cùng băng lãnh, dọa lão tử nhảy một cái, lão tử còn tưởng rằng ngươi là mặt khác 10 đại chủng tộc đây, một cái nhân tộc run rế, cũng dám ở này phách lối. Những người khác nghe vậy, cũng lộ ra ở trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng. Tựa như chỉ cần Tiêu Phàm còn dám nói câu nào, bọn họ liền muốn không khách khí. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, nhân tộc dù sao cũng là 10 đại chủng tộc một trong A,
làm sao ở trong vạn tộc, liền như vậy không địa vị đây? Hay là nói, chủng tộc khác cũng là như vậy tự tin? Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động ta. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh như băng nhìn xem bốn phía cổ lân tộc. Bởi vì quá khẩn trương, trong ngực hắn ba khối địa vực ngọc bài lập tức rớt xuống đất mặt. Sau một khắc, cổ lân tộc tu sĩ thanh âm đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Theo bọn họ biết, nhân tộc có thể có được ba khối địa vực ngọc bài người, bao quát năm đại thánh tử ở bên trong, có thể không cao hơn 10 cái. Trước mắt này nhân tộc tiểu tử lại có ba khối ngọc bài, cái này khiến bọn họ làm sao không kiêng kỵ đây. Tiểu tử, người tên gọi là gì? Một người cầm đầu cổ lân tộc tu sĩ trầm giọng hỏi. Vô Trần, Tiêu Phàm nhặt lên mặt đất ba khối địa vực ngọc bài, vẻ mặt ngạo khí nói. Lời này vừa nói ra, đối diện mấy người tất cả đều lộ ra nghi hoặc, sau đó nhao nhao lắc đầu, bọn họ đều chưa nghe nói qua cái tên này. Ngay sau đó, những người kia ánh mắt sáng quắc hướng về Tiêu Phàm trong tay ba khối địa vực ngọc bài, cầm đầu cổ lân tộc tu sĩ nói, Vô Trần huynh, tại hạ Lân Vân Kiếm, mời Vô Trần huynh đi qua ngồi một chút. Tiêu Phàm liền vội vàng lắc đầu, đề phòng nói, không được, ta phải bảo hộ trên người địa vực ngọc bài, nếu là có mất, thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho ta. Thiếu chủ, Lân Vân Kiếm ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra nét cười hiểu ý. Mấy cái khác cổ lân tộc tu sĩ, cũng biểu tình âm hiểm cười, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tựa như nhìn thấy con mồi một dạng. Đồng thời, bọn họ cũng buông lỏng trong lòng sau cùng một tia cảnh giác, một cái bảo hộ địa vực ngọc bài hạ nhân mà thôi, bọn họ lại làm sao có thể để ở trong lòng chớ. Vô Trần huynh, chúng ta gặp nhau tức là hữu duyên, nếu không chúng ta cược một trận làm sao? Lân Vân Kiếm xem như không có nghe được lời nói của Tiêu Phàm, cười híp mắt nói. Không được, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu Phàm đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, giống như một tiểu tử ngốc. Nếu ngươi là ta đối thủ, ta còn không đánh cược với ngươi đây. Lân Vân Kiếm trong lòng cười lạnh, bất quá mặt ngoài lại là làm ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, duỗi ra một ngón tay nói, cùng lắm thì ta nhường ngươi một chiêu, dạng này đủ công bình a. Tiêu Phàm không có mở miệng, vẫn như cũ đung đưa đầu, đôi mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Ba chiêu, Lân Vân Kiếm khẽ cắn môi, duỗi ra ba ngón tay, kiên định nói, ta nhường ngươi ba chiêu, làm sao? Thực, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, một bộ tiểu nhân đắc chí thần sắc. Thực, Lân Vân Kiếm khẳng định gật đầu. Vậy làm sao có ý tứ đây? Tiêu Phàm vẻ mặt cười ngây ngô, rất ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không ngượng ngùng gì, nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng cùng hắn đánh cược, Lân Vân Kiếm vỗ ngực bảo đảm nói, nhìn thấy Tiêu Phàm mắc câu, hắn kích động trong lòng hết sức. Bất quá càng nhiều hơn chính là khinh thường, một cái yên lặng vô danh nhân tộc tiểu tử, đừng nói để ba chiêu, chính là 30 chiêu, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Nếu là có thể đem ba cái này khối ngọc bài đều lừa qua đến, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đây chính là Lân đại ca nói a. Nhưng ta ba chiêu, cũng không thể gạt ta. Tiêu Phàm lại ba xác định nói. Ngươi nha làm sao phế nhiều lời như vậy? Lân Vân Kiếm trong lòng oán thầm, cực kỳ khinh bỉ nói, bất quá ngoài mặt vẫn là mang theo nở nụ cười, ba chiêu liền ba chiêu, ta Lân Vân Kiếm nói 102. Vậy không biết Lân đại ca muốn đánh cược mấy cái ngọc bài? Tiêu Phàm cười híp mắt nói, tựa như thấy được mình đã thắng hình ảnh. Một đám cổ lân tộc tu sĩ khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, người nhà ngay cả đứng ở trước mặt ngươi người là ai đều không biết, còn nghĩ thắng. Nếu như nói cho tiểu tử này, đứng ở trước mặt hắn Lân Vân Kiếm, chính là vạn tộc thiên tài bảng thứ 689 tên tuyệt thế thiên tài, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Vậy còn có thể làm thế nào cảm tưởng? Đoán chừng hối hận không kịp a. Lân đại ca cũng thực sự là lợi hại a, vận khí cũng không tệ. Vẫn còn có người đưa ngọc bài tới cửa, vừa vặn bên trong Lân đại ca còn kém mấy cái ngọc bài, liền có thể tham gia chủng tộc chi chiến. Cổ lân tộc tu sĩ trong bóng tối giao lưu, trong lòng đối Tiêu Phàm tràn đầy khinh bỉ, có thể bày tỏ trên mặt, lại đều mang theo nụ cười hòa ái. Bọn họ thật không nghĩ tới, đứng ở hắn môn trước mắt, thế nhưng là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ tư Kiếm Hồng Trần. Nếu không cược ba cái, Lân Vân Kiếm thử nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không được, Tiêu Phàm không chút do dự cự tuyệt, hắn thật không nghĩ lấy một ngụm ăn tiếp một cái bàn tử.
nếu là có thể từ cổ lân tộc gom góp 10 khối ngọc bài, đó là không thể tốt hơn nữa. Cho nên, hắn không thể gấp, nhất định phải từ từ sẽ đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, Lân Vân Kiếm trong lòng càng thêm yên tâm, tiểu tử này đoán chừng chính là một trông coi ngọc bài. Hai cái kia, Lân Vân Kiếm lại nói. Tốt, một lần này, Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm quả quyết đáp ứng, nếu như còn không đáp ứng, không tránh khỏi Lân Vân Kiếm sinh nghi. Đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lân Vân Kiếm cười hướng về phía trước chiến trường bay đi, giơ lên trong tay hai cái ngọc bài. Một cử động kia, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người lực chú ý, nhất là cổ lân tộc tu sĩ, bọn họ không nghĩ tới Lân Vân Kiếm vậy mà một lần cùng người cược hai cái địa vực. Lân Vân Kiếm tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn thực ăn chắc đối thủ của hắn? Lúc này, Tiêu Phàm chậm rãi đạp không mà lên, cũng đồng dạng xuất ra hai cái địa vực ngọc bài, khiếp đảm nói, Lân đại ca, người thế nhưng là nói xong rồi, nhường ta ba chiêu. Yên tâm đi, Lân Vân Kiếm thoải mái cười một tiếng, trong lòng khinh thường, đừng nói nhường ngươi ba chiêu, chính là đứng ở cái kia nhường ngươi đánh, ngươi cũng không thắng được a. Để ba chiêu, cổ lân tộc tu sĩ nghe vậy, lập tức tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Cái này nhân tộc tu sĩ kêu cái gì a? Lân Vân Kiếm vậy mà nhường hắn ba chiêu. Không biết, đoán chừng là cái vô danh tiểu bối a, bằng không mà nói, Lân Vân Kiếm cũng không khả năng nhường hắn ba chiêu. Ai, cổ lân tộc vận khí coi như không tệ, nếu là kiếm hạc tộc có dạng này ngữ khí cũng không tệ rồi. Không chỉ cổ lân tộc tu sĩ kinh ngạc, phụ cận chủng tộc khác cũng lộ ra vẻ mặt vẻ hâm mộ, đây chính là hai khối địa vực ngọc bài a, đối với nhị lưu chủng tộc mà nói, không tính thiếu. Vô Trần huynh, người cũng đã biết quy củ, từ ngươi đạp vào chiến trường xuất ra ngọc bài một khắc này trở đi, liền không thể đổi ý, bằng không vạn tộc cổng chu chi. Lân Vân Kiếm vừa cười nói, sau đó làm một cái thủ hiệu mời. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên cũng biết, trên đường tới, Kim Linh tứ tướng liền nói với hắn. Vậy ta bắt đầu, Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu, ta muốn xuất toàn lực. Ra tay đi, Lân Vân Kiếm vẻ mặt ngạo nghễ. Nghĩ đến mấy hơi thở sau liền sẽ có hai cái ngọc bài tới tay, hắn liền ức chế không nổi kích động trong lòng. Tiêu Phàm không chút hoang mang nhào về phía Lân Vân Kiếm, đưa tay nhẹ nhàng vung ra một trường. Vô luận là trường cương lực lượng, hay là tốc độ, đều không có quá lớn biểu hiện kinh diễm. Bốn phía tu sĩ thấy thế, đều không còn gì để nói lắc đầu, khó trách Lân Vân Kiếm dám để cho hắn ba chiêu, cái này nhân tộc tiểu tử nếu như chỉ là thực lực như vậy. Ai cũng có thể nhường hắn ba chiêu a. Chỉ là sau một khắc, trong lòng bọn họ liền sẽ không như thế nghĩ. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm trưởng cương, đột nhiên trọng trọng đánh vào Lân Vân Kiếm trên ngực của, Lân Vân Kiếm giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Chuyện gì xảy ra, đám người trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia nhân tộc tiểu tử tốc độ xuất thủ rõ ràng rất chậm a. Coi như Lân Vân Kiếm không hoàn thủ, có thể nghĩ muốn tránh thoát đi, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng vì sao Lân Vân Kiếm không tránh không né đây? Ta đã biết, là tiểu tử này thực lực quá yếu, Lân Vân Kiếm cố ý không tránh không né. Có người lanh chanh hét lớn. Những người khác cũng âm thầm gật đầu, cũng chỉ có khả năng này, mới có thể giải thích thông. Bằng không mà nói, Lân Vân Kiếm coi như để Tiêu Phàm ba chiêu, cũng không khả năng không đi né tránh. Làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm trưởng cương đã sát bên Lân Vân Kiếm mi tâm, vẻ mặt kinh hỉ nói, Lân đại ca, đa tạ. Dứt lời, Tiêu Phàm thu hồi trưởng cương, cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là đỡ dậy Lân Vân Kiếm. Bản thân thua, Lân Vân Kiếm vẻ mặt ngốc trệ, hắn hoàn toàn không biết mình vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là, bản thân không cách nào điều động thần lực, sau đó bị Tiêu Phàm một trưởng đánh vào ngực. Ngay sau đó, hắn thần lực hải một trận tê dại, càng thêm điều động không được thần lực, sau đó cứ như vậy bị Tiêu Phàm cho chế phục. Nếu là Tiêu Phàm xuất thủ tàn nhẫn, vừa mới một trưởng kia, hoàn toàn có thể muốn tính mạng của hắn. Cái này nhân tộc tiểu hòa tử không sai, vậy mà không có hạ sát thủ, nếu là những người khác, sợ đối phương kịp phản ứng đánh lén, đoán chừng trực tiếp hạ sát thủ. Người tốt vận khí cũng rất tốt ha, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền thắng được hai khối địa vực ngọc bài. Đám người vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm cùng Lân Vân Kiếm, hâm mộ Tiêu Phàm,
là bởi vì hắn thắng được hai khối ngọc bài, mà hâm mộ Lân Vân Kiếm, là bởi vì hắn nhặt về một cái mạng. Lân Vân Kiếm, chuyện gì xảy ra? Cổ Lân tộc một lão già lạnh giọng hỏi. Ta cũng không biết, vừa mới bị hắn đánh một chưởng, thần lực hải rung động, không thi triển được thần lực. Lân Vân Kiếm vẻ mặt mộng bức nói. Quả nhiên là vận khí tốt, vừa rồi một chưởng vừa vặn đánh vào Lân Vân Kiếm thần lực hải, bằng không mà nói, hắn nhất định phải thua. Đám người nghe vậy, có người không khỏi cảm khái nói. Tạ Lân đại ca đa tạ. Lúc này, Tiêu Phàm lại là lấy ra cái kia bốn khối ngọc bài, thận trọng thu vào trong lòng, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Lân Vân Kiếm có loại hộc máu xúc động, đành phải nhắm mắt nói, vô Trần huynh, chờ ta nghỉ ngơi chốc lát, chúng ta đánh cuộc nữa một trận làm sao? Vô Trần huynh đúng không, ta chính là kiếm hạc tộc, cùng ta cược một trận a. Còn có ta, ta chính là vân mã tộc, thực lực bình thường thôi a. Những chủng tộc khác tu sĩ thấy thế, cũng nhao nhao đi tới, muốn cùng Tiêu Phàm đổ chiến. Mọi người cũng, quá nhiệt tình, Tiêu Phàm nhìn xem mọi người bộ dáng, ra vẻ kinh ngạc nói, trong lòng lại là đầy bụng nở hoa. Vừa rồi một trận chiến, tất cả mọi người nhìn minh bạch, hoàn toàn là Tiêu Phàm vận khí tốt, cho nên mới có thể thắng một ván. Liền Lân Vân Kiếm chính mình cũng không cho rằng Tiêu Phàm có thể thắng, còn phải lại cược một trận, đám người làm sao sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đây. Đừng nói hai khối địa vực ngọc bài, chính là một khối, bọn họ cũng sẽ vạch mặt đi tranh thủ. Dù sao, khoảng cách vòng thứ hai chỉ còn lại có hơn 9 ngày thời gian, 10 khối ngọc bài, thế nhưng là tiến vào chủng tộc trận chiến điều kiện cơ bản. Nhìn xem người chung quanh như thế tha thiết, Tiêu Phàm đều có chút ngượng ngùng. Vô Trần huynh, Lân Vân Kiếm không phải nói thần lực hải có chút tê liệt sao, trận này để ta tới, ta cũng nhường ngươi một chiêu làm sao. Một cái đầu chim thân người tu sĩ gạt mở đám người, đi tới Tiêu Phàm trước mặt nói. Ngươi so Lân đại ca thực lực làm sao? Tiêu Phàm thử hỏi dò. Ta thực lực, tự nhiên không bằng Lân Vân Kiếm, cho nên chỉ có thể nhường ngươi một chiêu, ngươi nghĩ cược mấy khối, tùy ngươi mở miệng. Đầu chim tu sĩ giải thích nói, vẫn không quên cho Lân Vân Kiếm nháy mắt. Lân Vân Kiếm làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy đây? Vạn nhất Tiêu Phàm trong tay ngọc bài tất cả đều thua bởi bọn hắn làm sao bây giờ? Chính hắn còn đệm hai khối A. Mặc dù hắn bây giờ thần lực hải vẫn như cũ có chút tê liệt, nhưng hắn vẫn là không chút do dự nói, vừa rồi Lân Mỗ thua một trận, tự nhiên có ưu tiên lựa chọn. Cái kia đầu chim tu sĩ bất đắc dĩ, đành phải cười nói, vậy kế tiếp ta dự định. Lân đại ca, người không sao chứ, vừa rồi ta ra tay nặng nề một chút, không có ý tứ. Tiêu Phàm lộ ra vẻ mặt người hiền lành bộ dáng, nơi nào có nửa điểm sát thần dáng vẻ. Nếu như biết Tiêu Phàm người nhìn thấy, Tiêu Phàm người sát thần này lại còn biết bán manh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Không có việc gì, là ta bản thân không cẩn thận. Lân Vân Kiếm lắc đầu, hắn hoàn toàn không có cảm giác bất luận cái gì không thích hợp. Vừa rồi Tiêu Phàm một quyền rõ ràng rất chậm, có thể không biết tại sao, hắn liền là không ngăn cản được, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Trên tay của ta còn có bốn khối ngọc bài, liền cùng ngươi cược bốn khối làm sao? Lân Vân Kiếm khẽ mỉm cười nói, mắt hắn ngọn nguồn chỗ sâu lại là lộ ra một tia tàn nhẫn. Lần này, hắn là tuyệt đối sẽ không thua. Bốn khối, Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, đầu giống như trống lúc lắc một dạng lung lay, lộ ra vẻ khó xử, nói, Lân đại ca, trên tay của ta tổng cộng cũng chỉ có 5 khối, nếu là thua mất 4 khối. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Lân Vân Kiếm liền ngắt lời hắn nói, 4 khối cùng 2 khối khác nhau ở chỗ nào sao? Dù sao ngươi vừa mới cũng thắng 2 khối, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không hé miệng, trong lòng thầm mắng cái này Lân Vân Kiếm âm hiểm, vậy mà nghĩ ăn một miếng phía dưới bản thân 4 khối ngọc bài, cũng không sợ ngươi răng không rất cứng. Đến lúc đó đồ vật không ăn được, ngược lại tan vỡ răng. Dạng này a, ta lại nhường ngươi 3 chiêu, làm sao? Lân Vân Kiếm trầm giọng nói. Lân Vân Kiếm, ngươi có chắc chắn hay không? Lúc này, cổ Lân tộc một vị túc lão mặt âm trầm, cho Lân Vân Kiếm truyền âm nói. Lão tổ, ngài cứ yên tâm đi, vừa mới là ta không cẩn thận mà thôi, thực lực của người này không ra thế nào, thắng hắn dễ như trở bàn tay. Lân Vân Kiếm trả lời khẳng định nói. Như vậy tốt nhất, túc lão lạnh rên một tiếng, Lân Vân Kiếm trong tay thế nhưng là có được 6 khối ngọc bài,
đây chính là tương đương với 6 cái địa vực. Đối với Cổ Lân tộc mà nói, 6 cái địa vực cũng là không nhỏ địa bàn, nếu như thua, đối Cổ Lân tộc mà nói, cũng là tổn thất khổng lồ. Hơn nữa, lão già này hướng về Tiêu Phàm nhìn thật lâu, hoàn toàn không nhìn ra Tiêu Phàm sâu cạn, cái này khiến hắn trong lòng có chút bồn chồn. Chỉ là Lân Vân kiếm như thế chắc chắn, hắn cũng không tiện ngăn cản. Tất nhiên Lân đại ca nói như vậy, vậy ta tự nhiên không tiện cự tuyệt. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu bất đắc dĩ. Hắn từ trong ngực lấy ra 4 cái ngọc bội nhét vào hư không, những cái này ngọc bội là đổ chiến đổ vật, cho dù bày ở vậy, cũng không người dám cướp đoạt. Lân Vân kiếm cũng không chút do dự lấy ra 4 khối ngọc bài, hắn đã không kịp chờ đợi đánh bại Tiêu Phàm, thắng được trong tay hắn địa vực ngọc bài. Tới đi, Lân Vân kiếm khẽ quát một tiếng, trong lòng lại là cười lạnh không thôi, tiểu tử, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, một lần này, ta nhưng không biết nhường ngươi. Cái kia Lân đại ca cẩn thận một chút, Tiêu Phàm gật gật đầu, cùng lúc trước đồng dạng, một trưởng hướng phía trước rời khỏi, trưởng cương 10 điểm bình thản không có gì lạ, nhìn qua căn bản không có bất luận cái gì uy lực. Bất quá, một lần này Lân Vân kiếm nhưng không có ngồi chờ chết, chân chính nhường chiêu quyết định. Mắt thấy Tiêu Phàm trưởng cương sắp rơi ở trên người hắn thời khắc, Lân Vân kiếm đột nhiên động, trên người hắn bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, một quyền hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập tới. Lân Vân kiếm dám chơi xấu, tu sĩ khác kêu lên sợ hãi, vẻ mặt tức giận nhìn xem Lân Vân kiếm. Không phải đã nói để 3 chiêu sao, làm sao đối phương còn không có xuất thủ, hắn liền dẫn đầu đánh ra. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Đây chính là 4 khối ngọc bài A, ai lại dám thực nhường chiêu đây? Mắt thấy Lân Vân kiếm quyền cương liền muốn đánh vào Tiêu Phàm trên thân, không ít người không đành lòng nhắm hai mắt lại. Bọn họ chỉ nghe được oanh một tiếng nổ vang, tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị oanh giết một màn. Nhưng mà, để bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra thời khắc, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy Lân Vân kiếm tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân kịch liệt không ngừng run rẩy. Tiêu Phàm trưởng cương đang đến gần hắn mi tâm một tấc khoảng cách ngừng lại, chỉ cần xuống lần nữa đi một chút chút, là có thể đem Lân Vân kiếm đầu cho đánh thành thịt nát. Lân Vân kiếm, ngươi làm cái quỷ gì? Cổ Lân tộc Túc lão phẫn nộ quát, ngươi nha không phải nói 10 phần chắc 9 sao? Vừa mới một quyền kia rõ ràng có thể oanh giết cái kia tiểu tử, vì sao ở lúc mấu chốt ngươi nha không động thủ đây? Đúng vậy. Những cái kia nhắm mắt tu sĩ không thấy rõ ràng Lân Vân kiếm là như thế nào bị đánh bại. Nhưng những cái kia trợn tròn mắt người lại thấy rất rõ sở, Lân Vân kiếm nắm đấm đã rõ ràng tới gần Tiêu Phàm lồng ngực, có thể một sát na kia, hắn vậy mà do dự, không có đánh hạ. Đến mức Tiêu Phàm giống như trước đó đồng dạng, một chưởng đánh vào Lân Vân kiếm ngực, cơ hồ dùng giống nhau như đúc thủ đoạn thắng hắn. Lân Vân kiếm có nỗi khổ không nói được, hắn cũng không biết làm sao a. Chỉ biết là tới gần Tiêu Phàm thời khắc, đột nhiên trong nháy mắt thất thần, sau đó bị Tiêu Phàm đánh bay. Chủ yếu nhất là, hắn căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì công kích linh hồn. Lân đại ca, đa tạ, Tiêu Phàm cười chắp tay một cái, bỗng nhiên đem những cái kia 8 khối ngọc bài thu vào, sợ người khác cướp đoạt một dạng. Chỉ thấy hắn vẻ mặt đắc ý dáng vẻ, nhỏ giọng thầm thì nói, nếu là đem những cái này ngọc bài đưa cho thiếu chủ. Thiếu chủ nhất định sẽ vui vẻ. Lân đại ca, ta đi trước. Tiêu Phàm nhìn Lân Vân kiếm một cái, để lại một câu nói liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút, nhưng mà lúc này, cái kia đầu chim tu sĩ bỗng nhiên ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, hắn thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm nói, vô trần huynh đệ, nếu không chúng ta cược một trận. Vừa mới ngươi đều nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, ta cũng nhường ngươi một chiêu, làm sao? Đầu chim tu sĩ dụ dỗ nói. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cằm, 10 điểm dầu dĩ nói, như vậy không tốt đâu. Tiêu Phàm sẽ không có ý tứ sao? Đó là không có khả năng. Hiện tại tăng thêm bản thân có 3 khối kia ngọc bài, cũng mới 9 khối mà thôi, hắn nhưng là hứa hẹn hoang gia, nhất định phải thắng 10 khối. Lân Vân kiếm trên người ngọc bài đã bị hắn thắng sạch, tự nhiên muốn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Như vậy cái gì không tốt? Mọi người đổ chiến, có thể lẫn nhau xúc tiến hữu nghị nha. Cái kia đầu chim tu sĩ ra mặt thực không phải bình thường dày. Không đúng, hắn vốn cũng không có ra mặt,
xúc tiến hữu nghị, Tiêu Phàm mặt sạm lại, nếu như có thể ăn cướp trắng trợn mà nói, đoán chừng các ngươi đã sớm ùa lên a, thế nào hữu nghị. Bất quá, hắn cũng không để ý đầu chim tu sĩ ra mặt dày, tốt nhất là có thể nhiều cống hiến một điểm ngọc bài. Các hạ nói không sai, Tiêu Phàm cũng nghênh hợp với gật gật đầu, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, bất quá hôm nay tại hạ vận khí không tệ, ta sợ. Sợ cái gì, huynh đệ thắng là của ngươi thực lực, như vậy chiêu a, ca ca cũng đánh cược với ngươi 5 khối ngọc bài chơi đùa làm sao? Đầu chim tu sĩ lộ ra một bộ dáng thân thiết. 5 khối, nhiều như vậy, Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, lộ ra thẹn thùng. Lão đệ vận khí tốt, ngươi nếu là thắng mà nói, thế nhưng là ngươi nhân tộc anh hùng a, dù sao cái kia cực nhanh ngọc bài ngươi cũng là thắng được, không phải sao? Đầu chim tu sĩ hướng dẫn từng bước nói. Hắn trong lòng lại là xem thường, thậm chí hận không thể đem Tiêu Phàm dẫm ở dưới lòng bàn chân. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, cuối cùng cắn răng nói tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá chỉ này một lần, ta còn phải đem 3 khối kia ngọc bài còn cho thiếu chủ. Coi như ngươi thua, không phải cũng cho ngươi thiếu chủ nhiều thắng 1 khối sao? Huynh đệ còn lo lắng gì đây? Đầu chim tu sĩ lơ đễnh cười nói. Dứt lời, hắn liền đạp không mà lên, lấy ra 5 khối ngọc bài, nói, vô Trần huynh, người ta cược 5 cái địa vực, ta nhường ngươi một chiêu. Tốt, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cũng lấy ra 5 khối ngọc bài. 10 khối ngọc bài lơ lửng tại hư không, 10 điểm làm người khác chú ý. Người nọ là ai a? Đã vậy còn quá lớn quyết đoán, dám cược 5 cái địa vực. Khoảng cách chủng tộc chi chiến chỉ còn lại có 9 ngày thời gian, ai không muốn liều một phen đây, chỉ cần có thể tiến vào chủng tộc chi chiến, liền có thể thay chủng tộc làm vẻ vang, thu hoạch được số lớn chỗ tốt. Chính là a, hơn nữa lần này, còn có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết phi tiên thánh cảnh, đây chính là 100 vạn năm cũng khó gặp một lần cơ hội a. Bốn phía không ít tu sĩ tất cả đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc, 10 cái địa vực tiền đặt cược, đã coi như là cực lớn. Nghĩ không để cho người chú ý đều không khó. Cổ lân tộc tu sĩ vị trí, đám người tất cả đều vẻ mặt tức giận hướng về đầu chim tu sĩ, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Hạc Thiên Đao thực sự là đáng giận, vậy mà muốn thắng ta cổ lân tộc địa vực ngọc bài. Có người phẫn nộ mở miệng, bọn họ cũng không hận Tiêu Phàm, dù sao, Tiêu Phàm chỉ là vận khí tốt, thắng Lân Vân kiếm trong tay ngọc bài. Nếu như bọn họ cổ lân tộc có người tiếp tục cùng Tiêu Phàm đánh cược, bọn họ vẫn là có cơ hội thắng trở về. Nhưng hiện tại, đầu chim tu sĩ Hạc Thiên Đao chặn ngang một cước, bọn họ đừng nói cướp đi Tiêu Phàm trong tay ngọc bài, chính là thắng về bọn họ nguyên bản 6 khối ngọc bài cũng khó khăn. Thần Chu giáp danh, cổ lân tộc Túc lão mặt âm trầm hướng về nơi xa chiến trường, con người băng lãnh tới cực điểm. Lão tổ, ta, Lân Vân kiếm cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn lão tổ. Ngươi cũng đã biết, ngươi vì sao thua. Cổ lân tộc Túc lão quay người nghiêm nghị nhìn xem Lân Vân kiếm nói. Ta vận khí, Lân Vân kiếm cũng không biết mình vì sao sẽ thua, chỉ có thể ngụy biện nói. Vận khí không tốt đúng không? Không chờ hắn nói xong, cổ lân tộc Túc lão liền lạnh lùng ngắt lời hắn, bản thân gặp được cao thủ, còn tự cho là thắng chắc, đắc chí, kết quả là bị người làm thịt đều không biết. Lân Vân kiếm nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại, vẻ mặt không thể tin nói cái gì. Dứt lời, trong mắt của hắn bỗng chuyển hướng trên chiến trường Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng nặc sắc bén, chỉ là hắn vẫn như cũ nhìn không ra, Tiêu Phàm vì sao là một cao thủ. Nhìn không ra đúng không? Đây chính là ngươi cùng hắn chênh lệch, cổ lân tộc lão tổ con ngươi sâu thẳm hết sức, trầm giọng nói, ngươi còn nhớ mình công kích hắn thời điểm, vì sao đột nhiên sẽ không giải thích được thất bại sao? Công kích linh hồn. Lân Vân kiếm bỗng hoảng sợ nói, trong mắt đều là không thể tin, lão tổ, linh hồn chi lực của ta đã đại đế cảnh viên mãn, hắn linh hồn lực lượng coi như đột phá đến thánh đế cảnh tiền kỳ, lại có thể lặng yên không tiếng động để cho ta không có sức đánh trả. Nếu là hắn linh hồn lực lượng càng mạnh đây, cổ lân tộc lão tổ cũng có chút không tin, nhưng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông. Bằng không mà nói, lấy Lân Vân kiếm thực lực. Tiêu Phàm không có khả năng dễ dàng như vậy chế phục hắn. Hãy chờ xem, Hạc Thiên Đao hẳn là biết rõ tiểu tử kia bí mật, cho nên mới dám cùng đánh cược. Cổ lân tộc Túc lão không nhìn nữa, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Lúc này, Tiêu Phàm cùng đầu chim tu sĩ Hạc Thiên Đao lăng không giằng co.
Hạc Thiên Đao vẻ mặt ngưng trọng, tụ tinh hội thần hướng về Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm lại là 10 phần nhẹ nhõm đứng tại chỗ, vặn vẹo uốn éo vòng eo, vuốt vuốt gân cốt. Ngươi xong chưa? Hạc Thiên Đao đã không thấy kiên nhẫn, có chút khó chịu nói. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, chờ lấy Tiêu Phàm xuất thủ, có thể Tiêu Phàm lại hoàn toàn không có ý xuất thủ, hắn không hề tức giận, đã coi là không tệ. Ngay sau đó trong lòng của hắn lại bổ sung một câu, nói tiểu tử, dám cố ý đảo loạn dòng suy nghĩ của ta, đừng phí tâm tư, ta biết ngươi công kích linh hồn rất cường đại, nhưng ta có được thánh giai linh hồn phòng ngự pháp bảo, năm mai này ngọc bài, ta muốn định. Hạc Thiên Đao sở dĩ dám cùng Tiêu Phàm đánh cược, là bởi vì hắn tự nhận là sớm liền nhìn ra Tiêu Phàm bí mật, trước đó Tiêu Phàm có thể đánh bại Lân Vân Kiếm, chỉ là dựa vào mạnh mẽ lực lượng linh hồn mà thôi. Mà trên người hắn, lại là có được thánh giai linh hồn phòng ngự pháp bảo, tự nhiên không kiêng nể gì cả. Không sai biệt lắm, Tiêu Phàm gật đầu một cái. Nói xong, thân thể của hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Hạc Thiên Đao trước người, một quyền nổ tung mà ra. Thật nhanh, bốn phía tu sĩ thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, vừa mới hắn xuất thủ ứng phó Lân Vân Kiếm thời điểm, hắn nhưng không có nhanh như vậy a. Ngươi, Hạc Thiên Đao sắc mặt đại biến, hắn đã làm xong linh hồn phòng ngự chuẩn bị. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm thi triển dĩ nhiên là vật lý công kích, hơn nữa loại kia tốc độ, vượt xa dự liệu của hắn. Không chờ hắn kịp phản ứng, Tiêu Phàm một quyền đánh vào hắn thần lực hải bên trên, chấn động hắn thần lực hải rung động không thôi, hắn trong lúc nhất thời vậy mà khó có thể điều động thần lực. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lấn người mà tiến, một chưởng nhẹ nhàng đập vào Hạc Thiên Đao đầu chim phía trên, ngay sau đó thân thể giống như khinh yến một dạng bay ngược mà quay về. Đa tạ, Tiêu Phàm cười chắp tay một cái, không chút do dự đem cái kia 10 mai ngọc bài bỏ vào trong túi. Dừng tay, Hạc Thiên Đao nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hắn lại phát hiện mình hoàn toàn không cách nào vận dụng thần lực, thậm chí rơi xuống mà xuống, trọng trọng đập trên mặt đất. Lanh chanh ra hỏa, Tiêu Phàm trong lòng khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung. Làm sao, huynh đài còn muốn cược một trận sao? Tiêu Phàm lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại, cười híp mắt nhìn xem nằm dưới đất Hạc Thiên Đao. Hạc Thiên Đao trừng mắt hai mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, rõ ràng gia hỏa này lừa gạt mình và Lân Vân Kiếm, nhưng hắn còn làm bộ vẻ mặt vô tội bộ dáng. Bộ dạng này, quá cần ăn đòn. Ngươi một cái lừa đảo. Hạc Thiên Đao tức giận gào thét. Lừa đảo, Tiêu Phàm nhún nhún vai, vô tội nói, huynh đài, ngươi cái này thì không đúng, ta chỗ nào lừa ngươi. Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Bây giờ hắn trong tay ngọc bài đã nhiều đến 14 khối, tự nhiên là không cố kỵ gì. Dù cho thân phận của mình bại lộ, cũng đã hoàn thành hứa hẹn hoang gia sự tình, xem như có thể an tâm. Về phần vòng thứ hai chủng tộc chi chiến, cùng cái kia phi tiên thánh cảnh, Tiêu Phàm hứng thú cũng không phải là đặc biệt lớn. Không phải là các ngươi vẫn muốn hố ta trong tay ngọc bài sao? Thật sự cho rằng ta là đồ đần hay sao? Làm sao, hiện tại thua? Liền không chịu thua, chẳng lẽ còn muốn cướp ta trong tay ngọc bài sao? Tiêu Phàm liên tục chất vấn. Hạc Thiên Đao á khẩu không trả lời được, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm đều nói không nghĩ đổ chiến, nhưng là bọn họ bản thân dẫn dụ Tiêu Phàm đổ chiến. Hiện tại, thua mấy cái địa vực ngọc bài, không tiếp thụ nổi lại là bọn họ, cái này không phải tự mình đánh mình mặt sao? Về phần từ Tiêu Phàm trong tay đem ngọc bài cướp về, bọn họ cũng là nghĩ a. Nhưng mấu chốt là, những cái này địa vực ngọc bài thế nhưng là nhận thiên hoang bảo vệ, ai dám đến cướp đoạt. Đã từng có người cướp đoạt ngọc bài, thế nhưng là bị vạn tộc vây công, kém chút diệt tộc, bọn họ cũng không dám đi vào cái kia chủng tộc theo gót. Không có ý tứ, ta phải đem những lệnh bài này cho thiếu chủ nhà ta, cáo từ. Tiêu Phàm hướng về phía đám người chắp tay một cái, liền chuẩn bị rời đi. Chậm đã, nhưng mà, Tiêu Phàm còn chưa đi ra mấy bước. Liền bị một cỗ khí thế mạnh mẽ khóa chặt, chỉ thấy một cái mọc đầy vảy màu đen quái vật lạnh như băng nhìn xem hắn. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn có thể đủ cảm nhận được, cổ lân tộc tu sĩ đối với hắn tràn đầy kính sợ. Nghĩ đến, tu sĩ này hẳn là cổ lân tộc túc lão.
tiền bối có gì chỉ giáo? Tiêu Phàm không sợ hãi, nơi này chính là phi tiên cổ, vạn tộc đổ vực trận chiến chiến trường, còn không có ai dám cố ý bốc lên chủng tộc chiến tranh, hắn tự nhiên là không sợ. Tiểu hữu cứ đi như thế, ta cổ lân tộc cùng kiếm hạc tộc người đoán chừng sẽ không cam lòng. Cổ lân tộc túc lão nhàn nhạt mở miệng nói, ngay sau đó từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Đang đến gần Tiêu Phàm quá trình bên trong, thân hình của hắn cũng phát sinh biến hóa, lần nữa biến thành hình người, nhìn qua chính là một cái hiền hòa lão giả lưng còng. Sẽ không tiền bối muốn cùng vãn bối đổ chiến a? Tiêu Phàm không biết lão nhân này là ý gì. Chẳng lẽ hắn còn muốn tự mình xuất thủ sao? Nếu như chỉ là công kích linh hồn, Tiêu Phàm ngược lại là không sợ hãi. Lão hủ đương nhiên sẽ không đối tiểu hữu động thủ. Cổ lân tộc túc lão nhàn nhạt lắc đầu nói, giờ phút này, hắn cách Tiêu Phàm đã chỉ có mấy trượng khoảng cách. Dừng một chút, hắn vừa tiếp tục nói, bất quá, lão hủ có một đề nghị, tiểu hữu lại cho ta hai tộc so một trận làm sao? Cùng ngươi hai tộc so, Tiêu Phàm nhíu nhíu mày lông mày. Lại là không minh bạch cổ lân tộc túc lão y tứ. Nhưng mà, không chờ hắn nói cho hết lời, đột nhiên, cái kia cổ lân tộc túc lão cái kia đục ngầu trong con người bỗng bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Ở đây trên cơ bản cũng là đại đế cảnh tu sĩ, há lại sẽ nhìn thấy. Công kích linh hồn, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, hắn chỉ cảm thấy đầu bị một cỗ lực lượng đáng sợ va chạm đồng dạng, bất quá rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Hắn trong lòng thầm mắng không thôi, lão gia hỏa này, vậy mà như thế âm hiểm, đường đường thánh đế cảnh cường giả, không nể mặt đối mặt bản thân thi triển công kích linh hồn. Nếu như không phải hắn có được linh hồn miễn dịch năng lực, có lẽ vừa rồi một đòn liền tao ương. Tiêu Phàm trong lòng đã đem cái này cổ lân tộc túc lão tổ tông 18 đời tất cả đều thăm hỏi hơn mấy chục lần, nếu như có thể, hắn hận không thể tự tay giết lão già này. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị tức giận. Lão già kia thanh âm vang lên lần nữa. Không sai, tất nhiên muốn so, liền so một trận lớn, hai ta tộc tu sĩ ra 14 khối địa vực ngọc bài, người một người cùng ta hai tộc bốn người một trận chiến làm sao? Cổ lân tộc túc lão ngữ khí 10 điểm bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, tu sĩ khác toàn bộ đều trợn tròn mắt. Lấy một địch bốn, trừ phi cái này nhân tộc tiểu tử đầu bị con lừa kẹp, bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng mà, tốt, để bọn hắn kinh ngạc chính là, Tiêu Phàm cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp hờ hững gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cổ lân tộc túc lão thấy thế, trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung. Hắn thấy, Tiêu Phàm linh hồn đã bị hắn linh hồn lực lượng công kích, mặc dù không chết, nhưng đã biến thành một cái đồ đần, như thế nào lại cự tuyệt hắn lời nói đây. Nhưng tu sĩ khác lại là thấy choáng mắt. Tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Có số ít người tinh minh, đã ẩn ẩn đoán được cái gì, giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Lân Vân Kiếm, Hạc Thiên Đao, còn có các ngươi hai người, bốn người cùng tiến lên. Cổ lân tộc lão tổ thản nhiên nói, sau đó vung lên, bảy khối ngọc bài hiện lên ở trước mặt hắn, các ngươi kiếm hạc tộc cũng ra bảy khối. Tốt, Hạc Thiên Đao 10 điểm quyết đoán, để cho bên trong mấy người gọp đủ bảy khối ngọc bài. Những cái này ngọc bài, đã cơ hồ là hai tộc bọn họ mức cực hạn. Dù sao, xem như tầm thường chủng tộc, có thể xuất ra 10 cái địa vực đến cược, đã coi như là đại thủ bút. Ngươi cũng đem ngọc bài lấy ra đi. Cổ lân tộc lão tổ nhìn về phía Tiêu Phàm nói, nhìn thấy Tiêu Phàm đần độn lấy ra tất cả ngọc bài, hắn lại nói, một lần này đổ chiến, sinh tử chính là thắng bại. Lão tổ, nghe nói như thế, Lân Vân Kiếm sắc mặt hơi đổi một chút. Tiêu Phàm công kích linh hồn thế nhưng là cực kỳ quỷ dị, nếu là đem Tiêu Phàm ép, bọn họ thật là không nhất định là đối thủ. Chỉ là, đáp lại hắn lại là hắn lão tổ ánh mắt lạnh như băng. Lân huynh, người cứ yên tâm đi, chúng ta bốn người nếu vẫn không giết được hắn, vậy chúng ta tự sát được. Hạc Thiên Đao vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiểu hữu, người không có vấn đề a? Cổ lân tộc túc lão lúc này mới hài lòng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không, Tiêu Phàm đờ đẫn lung lay đầu, hoang mang lo sợ, hai mắt vô thần. Nhưng hắn trong lòng lại là vô cùng phẫn nộ, cái này cổ lân tộc lão tổ thực không phải bình thường âm hiểm, vậy mà muốn nhân cơ hội giết chết bản thân, đến lúc đó tới một không có chứng cứ.
Dù sao cái này đổ chiến cũng là nhiều người như vậy thấy, bọn họ không có khả năng phối hợp với nhau đến hại hắn. Già mà không chết chính là tặc, lão già, về sau đừng trồng ở trên tay của ta. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh nói, một lần này, lão gia hỏa này bản tính sợ là muốn đánh sai. Nếu như là người khác, thật vẫn bị độc thủ của hắn, nhưng hắn gặp lại là linh hồn miễn dịch Tiêu Phàm. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thân thể dường như không bị khống chế đồng dạng, hướng về chiến trường phía trên đi đến, rất nhiều người rốt cục phát hiện không thích hợp, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nói ra. Mọi người ra tay đi, Hạc Thiên Đao cười lạnh một tiếng, liền dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm bay đi. Hạc Thiên Đao cùng Lân Vân Kiếm bốn người không chút do dự xuất thủ, nghĩ đến 14 khối ngọc bài sắp tới tay, bốn người thật hưng phấn hết sức. Chủ yếu nhất vẫn là, Tiêu Phàm bây giờ thần sắc chất phác, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Loại tình huống này, nếu như bọn họ còn không chiếm được cái kia 14 khối ngọc bài, vậy liền quá vô năng. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta, chết đi. Lân Vân Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, bá đạo trưởng cương quét ngang mà ra, phách đầu cái não hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi. Ba người khác cũng không lưu tình chút nào, nghĩ một đòn đến Tiêu Phàm vào chỗ chết. Một đám đồ chán sống, vốn không muốn muốn mạng của các ngươi, có thể chính các ngươi không trân quý. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi. 3000 thế giới, theo trong lòng khẽ nói, mấy cái vòng xoáy bỗng từ trên người hắn chợt lóe lên rồi biến mất, từ Lân Vân Kiếm trên người bọn họ hiện lên. Cổ Lân tộc Túc lão thần sắc hờ hững, có thể thấy Tiêu Phàm lại còn dám chủ động xuất thủ, sắc mặt hơi đổi một chút. Vậy mà lúc này, Tiêu Phàm đã nhảy ra mấy người vòng vây, lấy tay một chảo, cái kia 28 khối ngọc bài toàn bộ đều rơi vào trong tay hắn. Muốn chết, Cổ Lân tộc Túc lão gầm thét một tiếng, trên người bộc phát ra cuồng bạo khí thế, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Tiêu Phàm cướp đoạt ngọc bài, hắn xuất thủ đánh giết, cũng không người dám nói cái gì. Chỉ là, sau một khắc, sắc mặt hắn tụ biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lân Vân Kiếm cùng Hạc Thiên Đao mấy người. Chỉ thấy bốn người đứng ở hư không không phản ứng chút nào, trên người đã không có bất luận cái gì sinh cơ, đây là đã chết không thể chết lại dấu hiệu. Chết, những người khác cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ căn bản không thấy rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ, tốc độ này cũng quá nhanh. Cổ Lân tộc Túc lão càng là không tin, tức giận nhìn xem Tiêu Phàm nói, danh con, ngươi giết bọn hắn. Bọn họ không phải muốn giết ta sao? Tiêu Phàm đứng ở đằng xa, mảy may không sợ Cổ Lân tộc Túc lão khí chất trên người, cười lạnh nói, lão già, ngươi đường đường thánh đế cảnh cường giả, vậy mà trong bóng tối ra tay với ta, thật sự cho rằng ta là ngốc sao? Cổ Lân tộc Túc lão tức bể phổi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà lại bình an vô sự. Huống chi, là chính ngươi nói, sinh tử chính là thắng bại, chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý? Lấn ta nhân tộc không người sao? Tiêu Phàm nói năng có khí phách, dõng dạc nói. Cổ Lân tộc Túc lão kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, câu nói này có thể là chính hắn tự mình nói, hơn nữa chung quanh không ít người đều nghe được. Nếu là hắn dám đổi ý, hoặc là cướp đoạt ngọc bài, kia liền là công nhiên khiêu khích vạn tộc quyền uy, khiêu khích thiên hoang quyền uy. Chỉ là hắn trong lòng lại là hối hận tới cực điểm, càng là hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác. Bản thân sống vô số tuế nguyệt, lại bị một cái nhân tộc hậu bối tiểu tử lừa gạt, cái này khiến hắn làm sao không giận. Cổ Lân tộc, Kiếm Hạc tộc, đa tạ các ngươi khẳng khái giúp tiền. Tiêu Phàm vung vẩy trong tay ngọc bài, cũng không quay đầu lại rời đi. Những người này mặc dù phẫn nộ, có thể trước mặt nhiều người như vậy còn không dám đối tự mình động thủ. Nhưng lão già kia lại không nhất định, dù sao, hắn nhưng là nhất tộc Túc lão, linh hồn chi lực cường đại dị thường, vạn nhất bản thân linh hồn miễn dịch ngăn cản không nổi đây. Cổ Lân tộc cùng Kiếm Hạc tộc người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm rời đi, trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ. Lão tổ, ta đi giết hắn. Một cái Cổ Lân tộc tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Những người khác cũng lòng đầy căm phẫn. Cả ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Cổ Lân tộc lão tổ nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu nhìn xem cái kia Cổ Lân tộc tu sĩ nói, người có thể giết được hắn sao? Cái kia Cổ Lân tộc tu sĩ trầm mặc, vừa rồi một màn, bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì.
Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Lân Vân Kiếm cùng Hạc Thiên Đao liền đã chết, thực lực như vậy, như thế nào hắn có thể địch? Phải biết, Hạc Thiên Đao cùng Lân Vân Kiếm hai người thế nhưng là hai tộc tuyệt đỉnh thiên tài a. Lúc này, Tiêu Phàm đi tới một cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh, nhìn xem trên người 28 khối ngọc bài, cười không ngậm mồm vào được, vận khí này cũng không tệ lắm, có cần hay không lại đi kiếm lời một đợt đây. Mắt thấy khoảng cách vòng thứ hai chủng tộc chi chiến càng ngày càng gần, rất nhiều người đều đang buông tay đánh cược một lần. Những cái kia tự nhận là thực lực không tệ, đều liều mạng thu hoạch ngọc bài, chỉ vì tiến vào phi tiên bí cảnh. Cái này phi tiên bí cảnh, bề ngoài như có chút ý tứ. Tiêu Phàm đột nhiên đối phi tiên bí cảnh hứng thú, ngay sau đó lại lắc đầu nói, trước mặc kệ, kiếm nhiều một chút ngọc bài mới là vương đạo. Một khối ngọc bài, coi như đại biểu cho một cái địa vực, dạng này dụ hoặc quá lớn. Chủ yếu nhất là, tất cả chủng tộc cũng không dám đang đánh cược trong chiến đấu dương oai, lại không dám ăn cướp trắng trợn ngọc bài, hắn cũng có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Thật lâu, Tiêu Phàm vừa tìm được một cái nhị lưu chủng tộc. Vội vàng hấp tấp chạy tới, trong ngực không cẩn thận ngã ra 5 khối ngọc bài. Mặc dù hắn rất nhanh liền đem 5 khối ngọc bài nhặt lên, có thể vẫn là có không ít ánh mắt nhìn rõ rõ ràng ràng. Tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không cược một trận a? Một cái nam tử khôi ngô đi đến Tiêu Phàm bên người, cười híp mắt nói. Không tốt a, Tiêu Phàm lộ ra vẻ sợ hãi. Sau 7 ngày, chiến trường một mảnh trong góc. Đồ hỗn trướng. Ngươi dám lừa gạt tộc ta ngọc bài. Một chủng tộc Túc lão tức giận không thôi, bộ dáng kia, hận không thể đem đối diện Tiêu Phàm phanh thây xé xác. Tiền bối ngươi liền sai, là các ngươi chủng tộc người, mặt dày mày dạn lôi kéo ta đánh. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, ngươi nếu là không chịu phục, đi thiên hoang đặc sứ cái kia cáo ta. Dứt lời, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại những chủng tộc kia tu sĩ ánh mắt oán độc. Không sai biệt lắm, tổng cộng có được 106 khối. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, 7 ngày, dựa vào một chiêu này, hắn ròng rã hố 103 khối ngọc bài, có thể nói là bồn đầy bát xoanh. Dù sao, đây chính là tương đương với 103 cái địa vực A, nếu là đổi thành cương thổ của mình, đây chính là so hiện nay vô tận thần phủ còn muốn lớn hơn. Nếu như không phải khoảng cách vòng thứ 2 chỉ còn lại có 2 ngày, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ còn đi kiếm một đợt. Cũng cần phải trở về. Tiêu Phàm thở sâu, ánh mắt lại là nhìn về phía người ở ngoài xa tộc thần Chu vị trí. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là không có lộ ra vốn có dung mạo, một khi bại lộ, tên của hắn khả năng liền muốn xuất hiện ở trên vạn tộc thiên tài bảng. Kể từ đó, hắn còn thế nào giả heo ăn thịt hổ đây? Vạn tộc thiên tài bảng bây giờ không lấy được tin tức của hắn, cái này với hắn mà nói. Thế nhưng là một loại đặc biệt ưu thế. Lúc này, Tiêu Phàm liền đến man hoang cổ cương vị trí thần chu phía trên, trực tiếp hướng về hoang vô cương đi đến, chuẩn bị đem đáp ứng hoang gia 10 khối ngọc bài cho hoang gia. Tam tổ yên tâm, ta nhất định lấy được thành tích tốt, cố gắng thu hoạch được phi tiên thánh cảnh tư cách. Hoang vô cương trong tay nắm 10 khối ngọc bài, trịnh trọng nói. 10 khối ngọc bài, thế nhưng là hiên viên huyền đạo trăm cay nghìn đắng. Hoa cái giá rất lớn đổi lấy, ta hoang gia hy vọng coi như ký thác ở trên thân thể ngươi. Hoang gia lão tổ hoang lão tam ân cần nhắc nhở nói. Là, tam tổ, hoang vô cương trịnh trọng gật đầu, trong tay 10 khối ngọc bài càng là nắm thật chặt. Ngọc bài có khó như vậy được sao? Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong lòng hết sức buồn bực, bất quá vẫn là đi tới, ngươi chính là hoang vô cương a. Tiêu Phàm lời nói trong nháy mắt hấp dẫn không ít người lực chú ý. Nơi đây là nhân tộc địa bàn, đối với nhân tộc tu sĩ ngược lại không có quá nhiều đề phòng. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm cũng không khả năng thuận lợi tiếp cận Hoang Vô Cương. Ngươi là ai? Hoang Vô Cương mặt âm trầm, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hắn đường đường nhân tộc năm đại thánh tử, nhân tộc tu sĩ người nào không biết, người nào không hiểu. Nhưng cái này nhân tộc tiểu tử, vậy mà một bộ ta không nhận biết bộ dáng của ngươi. Cái này khiến Hoang Vô Cương trong lòng làm sao thoải mái. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, đối hoang gia người, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lời này vừa nói ra, đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cái này từ đâu tới đứa nhà quê, dám như vậy cùng Hoang Vô Cương nói chuyện. Phải biết,
Hoàng Vô Cương bên người, Hoàng gia Túc lão còn đứng ở cái kia đây. Ngươi muốn là muốn chết, chỉ cần nói một câu mà nói chính là, căn bản không cần thiết phiền toái như vậy. Nhưng mà một khắc sau, để đám người càng thêm khiếp sợ sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, một đống ngọc bài trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Người ở chỗ này đều đã quan sát hơn mấy tháng đổ chiến, chỗ nào không biết những cái này ngọc bài là cái gì a? Người này là ai, tại sao có thể có nhiều như vậy địa vực lệnh bài? Hắn sẽ không là giành được a? Giành được, liền xem như giành được, vậy cũng phải ngươi có đủ thực lực a, chỉ là ta nhân tộc khi nào có đáng sợ như vậy cường giả. Phóng nhãn vạn tộc thiên tài bảng, trừ bỏ Kiếm Hồng Trần cùng Tà Vũ bên ngoài, những người khác không có khả năng so năm đại thánh tử còn mạnh hơn. Đám người thấp giọng nghị luận, trong giọng nói đều là vẻ kinh ngạc, đám người càng là tò mò đánh giá Tiêu Phàm, muốn biết thân phận của hắn. 10 khối này ngọc bài, là Tiêu Phàm để cho ta giao cho các ngươi, hắn để ta nói cho các ngươi biết, hắn đã hoàn thành đáp ứng ngươi Hoang gia sự tình, hy vọng các ngươi Hoang gia hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không muốn đối Vô Tận Thần Phủ xuất thủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lơ đễnh cầm trong tay 10 mai ngọc bài ném ra ngoài. Động tác kia, tựa như ném rác rưởi đồng dạng, không thèm quan tâm. Hoàng Vô Cương tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt liền đem cái kia 10 khối ngọc bài đoạt lại, bộ dáng kia, liền tựa như một cái tên ăn mày, chiếm được người khác bố thí, hận không thể lập tức nắm trong tay, nâng ở trong ngực. Đám người tất cả đều cổ quái nhìn xem Hoàng Vô Cương, có ít người muốn cười cũng không dám cười. Hoàng Vô Cương cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn thấy cái kia ngọc bài, hắn bản năng muốn có được, nơi nào sẽ quan tâm Tiêu Phàm động tác. Ngươi là Kiếm Hồng Trần liên hệ thế nào? Hoàng Vô Cương sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm, Kiếm Hồng Trần không phải đã chết rồi sao? Một người chết, làm sao nhường ngươi đem ngọc bài giao cho ta Hoàng gia? Những người khác cũng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhất là man hoang cổ cương tu sĩ. Bọn họ phần lớn người đều biết Kiếm Hồng Trần là Tiêu Phàm biệt hiệu. Tiêu Phàm danh tự biến mất, không phải đã chết rồi sao? Nhưng người tới lại nói là Tiêu Phàm mang hộ đến ngọc bài, điểm này khẳng định không vì giả, không người nào sẽ vì một người xa lạ, vô duyên vô cớ đem 10 khối ngọc bài giao ra. Rất nhiều người càng là nghe ra Tiêu Phàm trong lời nói một cái khác trọng ý nghĩ, không khỏi cổ quái nhìn về phía Hoang Lão Tam cùng Hoang Vô Cương. Kiếm Hồng Trần chính là nhân tộc thiên tài, người Hoàng gia vậy mà uy hiếp hắn. Ai nói Kiếm Hồng Trần chết? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đúng vậy a, ai nói Kiếm Hồng Trần chết rồi? Kiếm Hồng Trần danh tự biến mất ở vạn tộc thiên tài bảng, nhưng hắn cái hạng kia cũng đã biến mất. Có người trong bóng tối mở miệng. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, dựa theo lẽ thường mà nói, Kiếm Hồng Trần cái tên này biến mất, xác thực phải chết. Nhưng đó là thường xuyên xuất kỳ tích Tiêu Phàm a, có lẽ hắn thực còn sống đây. Chậm đã, đột nhiên, một giọng già nua vang lên, lại là Hoang gia Túc lão Hoang Lão Tam quát khẽ. Tiêu Phàm quay người, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hoang Lão Tam, đúng mực nói, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Hoang gia xác thực cùng Kiếm Hồng Trần đạt thành hiệp nghị, nếu là có thể thắng được 10 khối địa vực ngọc bài, Hoang gia có thể thừa nhận Vô Tận Thần Phủ địa vị. Câu nói này không sai a. Hoàng Lão Tam ung dung mở miệng nói. Trên mặt lộ ra nét cười nghiền ngẫm, giống như lão hồ ly một dạng. Việc này không bao lâu khẳng định liền sẽ truyền khắp nhân tộc, Hoàng Lão Tam cũng không muốn để người có lòng bắt lấy Hoàng gia nhược điểm, nói hắn Hoàng gia uy hiếp một cái đế vực thế lực. Bởi vậy, Hoàng Lão Tam dứt khoát đem việc này nói ra trước mặt mọi người đến, bày ở bề mặt đi lên nói. Không sai. Tiêu Phàm không biết Hoàng Lão Tam có ý tứ gì, bất quá hắn tất nhiên dám trước mặt nhiều người như vậy nói ra, Tiêu Phàm cũng sẽ không e ngại. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Hoàng Lão Tam lập tức lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười, nhìn về phía Hoàng Vô Cương lệnh bài trong tay nói, vậy trong này có mấy khối lệnh bài đây? Không phải 10 khối sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Người chung quanh tộc tu sĩ cũng lộ ra vẻ không hiểu, Tiêu Phàm đáp ứng cho Hoàng gia thắng 10 khối ngọc bài. Đây không phải là 10 khối sao? Không đúng, Kiếm Hồng Trần đáp ứng cho Hoàng gia thắng được 10 khối ngọc bài, có thể Hoàng gia cho hắn đi đổ chiến ngọc bài lại không trả lại. Đột nhiên có người hiểu được, trước mặt mọi người nói ra. Một lần này, Kiếm Hồng Trần cùng Vô Tận Thần Phủ phiền toái. Đúng vậy a, 10 khối này ngọc bài,
đoán chừng đã là kiếm hồng trần 3 tháng hao hết toàn lực mới đến, bây giờ còn muốn xuất ra cùng nhiều ngọc bài, lại làm sao có thể cầm ra được, huống hồ kiếm hồng trần còn không ở nơi này. Người này nhìn qua bình thản không có gì lạ, có lẽ chỉ là một cái chân chạy, không có khả năng cầm được ra càng nhiều ngọc bài, cũng không biết lúc trước hoang gia cho hắn mấy khối ngọc bài đây. Bây giờ cách vòng thứ hai chủng tộc chi chiến chỉ có 2 ngày không tới thời gian, hắn từ nơi nào đi làm ngọc bài a? Những người khác thấp giọng nghị luận, âm thầm thay Tiêu Phàm cùng Vô Tận Thần Phủ bóp một cái mồ hôi lạnh, một khi làm không được cùng hoang gia ở giữa hiệp nghị, xui xẻo nhưng vẫn là Tiêu Phàm cùng Vô Tận Thần Phủ a. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn rốt cuộc biết, vì sao hoang gia như thế hào phóng, vậy mà cho hắn 3 cái địa vực ngọc bài. Phải biết, Hoàng Vô Cương xem như 5 đại thánh tử, ngay từ đầu cũng chỉ cho 3 cái ngọc bài mà thôi. Bất quá bây giờ Tiêu Phàm minh bạch, nguyên lai hoàng gia đã sớm trong bóng tối tính toán hắn, liền cực hắn Tiêu Phàm không bỏ ra nổi nhiều như vậy ngọc bài. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cố ý làm bộ không biết, hỏi, vậy không biết kiếm hồng trần cầm hoàng gia mấy khối ngọc bài đây? 5 khối, Hoàng Lão Tam không cần suy nghĩ, trực tiếp duỗi ra một bàn tay. Nha, lão già, Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi, bản thân rõ ràng chỉ lấy 3 khối, hắn vậy mà nói 5 khối, người hoang ra mặt đây. Bất quá giờ phút này, hắn ẩn giấu đi thân phận, cái này đau mà không dám kêu chỉ có thể ăn chắc, trừ phi hắn bại lộ thân phận. Hơn nữa coi như bại lộ thân phận, nói hoang ra chỉ cấp hắn 3 khối, mà hoang ra người nhận định 5 khối, người khác đoán chừng cũng chỉ sẽ tin tưởng hoang ra, mà sẽ không tin tưởng hắn Tiêu Phàm. Tiểu Hữu, lão hủ khuyên ngươi mau chóng tìm tới kiếm hồng trần, bây giờ còn có 2 ngày, có lẽ, còn có thể thắng 5 khối ngọc bài cũng khó nói. Hoàng Lão Tam không nhanh không chậm nói. Không cần, Tiêu Phàm khoát khoát tay, trực tiếp cắt ngang hắn, lờ đễnh nói, 5 khối mà thôi, bao nhiêu sự tình. 5 khối mà thôi, bao nhiêu sự tình. Tiêu Phàm lời nói rất bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng tại nhân tộc tu sĩ nghe tới. Lại là biết bao chói tai. Nhất là Hoàng Vô Cương tham gia qua đổ chiến người, cơ hồ không có một người thắng nổi. Trong tay bọn họ đổ chiến ngọc bài, toàn bộ đều thua sạch, liền vòng thứ hai chủng tộc chi chiến đều vào không được. Có thể nghĩ đổ chiến gian nan, ngọc bài khó được. Nhưng Tiêu Phàm vậy mà xem thường bọn họ, theo bọn hắn nghĩ, là trần chuồng châm chọc bọn họ. Tiểu tử, chớ có càn rỡ. 5 khối ngọc bài ngươi biết là cái gì không? Chính là, đây chính là đại biểu cho 5 cái địa vực a, ngươi cho rằng ngọc bài này là cái gì rác rưởi sao, cho nên 5 cái địa vực mới như vậy không thả trong mắt ngươi. Gia hỏa này chính là một cái chân chạy, đoán chừng liền ngọc bài là cái gì đều không biết, không cần thiết cùng hắn so đo. Đám người khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, trong giọng nói đều là khinh thường. Hoàng Vô Cương đám người càng là cười lạnh không thôi. Thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Tất nhiên tiểu hữu cho rằng đây không phải đại sự, nghĩ đến 5 khối ngọc bài rất dễ giải quyết a. Hoàng Lão Tam cười híp mắt nói, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Ừ, là rất dễ giải quyết, Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu, sau đó xòe bàn tay ra. Chỉ một thoáng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Hoàng Lão Tam nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, cứng ngắc hết sức. Chỉ thấy Tiêu Phàm trong tay, nằm 5 khối mạ vàng ngọc bài, chiếu lấp lánh, sáng mù tất cả mọi người tại chỗ con mắt. Lại là 5 khối ngọc bài. Đám người tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi, ngươi nha, trên tay chẳng lẽ còn có rất nhiều ngọc bài hay sao? Lúc này, đám người lúc này mới hiểu, vừa rồi Tiêu Phàm mà nói, xác thực không có nói láo. 5 khối lệnh bài đối với hắn mà nói, xác thực không tính là gì. Thậm chí trên người hắn khả năng còn có càng nhiều ngọc bài. Hoàng Lão Tam âm mưu bị Tiêu Phàm hóa giải, sắc mặt khó coi hết sức, nhiều năm tâm bình tĩnh tính, lúc này vậy mà nổi lên gợn sóng. Hắn thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Nhưng nhường hắn thất vọng là, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh như thường, căn bản không có bất luận cái gì dáng vẻ khẩn trương. Nơi này là 5 khối địa vực ngọc bài. Ta hiện tại trước mặt nhiều người như vậy cho ngươi hoang gia, hy vọng hoang gia có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiêu Phàm cầm trong tay 5 khối ngọc bài đưa cho Hoàng Vô Cương. Hoàng Vô Cương thật thà chuẩn bị tiếp nhận Tiêu Phàm trong tay ngọc bài,
song khi tay của hắn vừa mới chạm đến ngọc bài thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên lại rụt trở về. Không được, Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên, ta đem ngọc bài thay kiếm hồng trần cho các ngươi hoàng gia, vạn nhất kiếm hồng trần không tin đây. Người hoàng gia có thể cho ta lập một cái chứng từ. Chứng từ, Hoàng Vô Cương sững sờ, ngay sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt hết sức. Hắn làm sao không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, đây căn bản cũng không phải là sợ kiếm hồng trần không tin, mà là sợ bọn họ hoàng gia không giữ lời hứa a. Những người khác tự nhiên cũng minh bạch ý tứ này, không khỏi âm thầm cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, một chiêu này, quá tuyệt. Tiểu Hữu, người đây là không tin ta hoàng gia sao? Hoàng lão tam sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đâu, hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết cùng Tiêu Phàm muốn nhiều hơn mấy khối ngọc bài. Tất nhiên hắn có thể đủ cầm được ra 5 khối đến, cái kia 8 khối đây, 10 khối đây. Bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng liền bình thường trở lại, coi như hắn nói như vậy, người khác cũng khẳng định không tin, nhất là cái kia tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc nhiều nhất cũng liền cho 5 khối ngọc bài mà thôi, hắn hoang gia càng là chỉ cho Hoang Vô Cương 3 khối ngọc bài. Người nói hoang gia cho một cái địa vực tu sĩ 10 cái địa vực đi đánh cược, ai mà tin đây? Tiền bối hiểu lầm. Ta không phải không tin được hoang gia, mà là kiếm hồng trần không tin ta đây. Đây chính là 5 cái địa vực a, ngươi cho rằng là cái gì rác rưởi sao? Tiêu Phàm bắt trước đó đám người giọng giễu cợt nói. Yêu cầu của hắn hợp tình hợp lý, Hoàng lão tam xác thực không có đạo lý cự tuyệt. Huống chi, Tiêu Phàm cũng đã nói, cũng không phải là không tin được hoang gia, mà là phải để kiếm hồng trần tin tưởng. Cũng không thể vô duyên vô cớ cho thêm ngươi 5 cái ngọc bài, kết quả là chứng cứ gì đều không có, đến lúc đó còn không phải bằng ngươi hoang gia há miệng. Hoàng lão tam, vị tiểu hữu này yêu cầu cũng là tính hợp lý, ngươi liền đáp ứng hắn a. Lúc này, cách đó không xa Bắc Thần gia tộc Túc lão Bắc Thần Hồn cười híp mắt mở miệng nói. Hắn cùng với Hoàng lão tam vốn liền không hợp nhau lắm, bây giờ nhìn thấy hắn ăn thiệt thòi, Bắc Thần Hồn trong lòng thế nhưng là đầy bụng nở hoa. Ngươi muốn như thế nào chứng minh? Hoàng lão tam hung hăng trừng Bắc Thần Hồn một cái, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra giấy bút, nói ra tiền bối chỉ cần đơn giản nói tóm tắt viết rõ, nay thu đến kiếm hồng trần 15 mai địa vực lệnh bài, về sau tuyệt không tìm vô tận thần phủ phiền phức là được rồi. Chẳng lẽ vô tận thần phủ tạo phản, phản bội nhân tộc, ta hoàng gia cũng làm như không thấy sao? Hoàng lão tam tức giận hết sức. Hắn đường đường hoang gia Túc lão, thống soái nhân tộc, được người kính ngưỡng, khi nào viết qua vật như vậy, cái này đối với hắn mà nói nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã. Tiền bối kia có thể ghi chú rõ một cái tiền đề, chỉ cần vô tận thần phủ không phản bội nhân tộc điều kiện tiên quyết, hoang gia không được tìm vô tận thần phủ phiền phức. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nói. Hoang lão tam khẽ cắn môi, cuối cùng cũng chỉ đành tiếp nhận giấy bút, viết xuống một câu. Nay thu đến kiếm hồng trần 15 mai địa vực ngọc bài, nếu là vô tận thần phủ chưa từng phản bội nhân tộc, hoàng gia không được tìm vô tận thần phủ phiền phức. Ta hoàng gia không tìm ngươi phiền phức, chẳng lẽ không thể để những người khác tìm ngươi phiền phức sao? Hoàng lão tam trong lòng lạnh lùng. Hắn sống vô số tuế nguyệt, cái này còn là lần đầu tiên thụ này vũ nhục. Nhưng ngay trước vô số nhân tộc trước mặt, hắn còn không dám tùy tiện tức giận, dù sao. Bốn phía còn có không ít những chủng tộc khác người nhìn xem đây. Nếu là cho hắn an một cái xáo trộn nhân tộc nội bộ đoàn kết tội danh, vậy thì không phải là hắn có thể chịu nổi. Phiền toái nữa tiền bối ấn một cái thủ ấn. Tiêu Phàm lấy ra một điểm chu sa, cười nói. Hừ, Hoàng lão tam lạnh rên một tiếng, cái này có loại nhường hắn ký khế ước bán thân cảm giác. Bất quá tất nhiên văn bản đều viết, ấn một cái thủ ấn lại như thế nào đây? Chỉ ít có thể chứng minh hắn hoang gia rộng lượng, nói lời giữ lời. Cuối cùng, Hoàng lão tam vẫn là nhấn xuống thủ ấn. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm tiếp nhận tờ giấy kia, sau đó lại từ trong tay áo lấy ra một mai ký ức thủy tinh, tự nhủ có hai thứ này vật phẩm, kiếm hồng trần cũng cần phải tin tưởng ta rồi a hát. Dứt lời, Tiêu Phàm thu hồi chứng minh cùng ký ức thủy tinh, nghênh ngang bay xuống thần chu. Hoàng lão tam nhìn thấy Tiêu Phàm xuất ra ký ức thủy tinh một màn kia, triệt để trợn tròn mắt, kém chút hai mắt một hắc té ngã trên đất. Hoàng Vô Cương bọn họ cũng là mặt âm trầm, bọn họ thế mới biết, Tiêu Phàm vậy mà dùng ký ức thủy tinh nhớ kỹ tình cảnh vừa nãy.
Nếu là Hoàng gia đổi ý, Kiếm Hồng Trần tuyệt đối sẽ đem cái này ký ức thủy tinh lan rộng ra ngoài, đến lúc đó, hắn Hoàng gia nhưng chính là thiên hạ nhân tộc trò cười. Tiểu tử này nhìn qua người hiền lành, nhưng trong lòng lại âm hiểm hung ác a. Hoàng lão tam lường gạt hắn mấy khối ngọc bài, liền nhanh như vậy tìm về chàng tử, thực sự là báo thù không qua đêm a. Bắc thần hồn nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, thật sâu thở dài nói, dạng người này, như thế nào hạng người vô danh đây? Hoàng lão tam mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm phi thân lên đồng thuyền, trong lòng đã âm thầm trầm ngâm. Hắn nghĩ đến ứng phó Tiêu Phàm phương pháp, thậm chí ngay cả vô tận thần phủ cũng không có ý định buông tha. Hoàng gia tất nhiên không cách nào xuất thủ, đây không phải là hoàng gia người, tự nhiên là không quan trọng cố kỵ. Thậm chí, hắn còn một cái cho vô tận thần phủ an bài một cái phản bội nhân tộc tội danh, đến lúc đó hắn hoàng gia còn không phải muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Tam tổ, Hoàng Vô Cương thanh âm cắt đứt Hoàng lão tam suy nghĩ, chỉ thấy hắn bưng lấy 15 khối ngọc bài, cười khổ nói, hiện tại những cái này ngọc bài làm sao bây giờ? Hoàng lão tam hơi sững sờ, đúng vậy a, hiện tại những cái này ngọc bài phải làm gì đây? Vừa mới hắn còn phế rất lớn sức lực, hoa cái giá không nhỏ, mới để cho Hiên Viên Huyền Đạo từ Thiên Hoang đặc sứ cái kia đổi lấy 10 khối ngọc bài, chuẩn bị để Hoàng Vô Cương tham gia vòng thứ 2 chủng tộc chi chiến. Nhưng là bây giờ, hắn đã có đầy đủ ngọc bài, hơn nữa còn nhiều ra 5 khối. Chẳng lẽ đem những cái này ngọc bài lại lui về? Kể từ đó, ngày đó Hoàng đặc sứ còn không cho là mình Hoàng gia đang đùa bọn họ. Hơn nữa, cho dù đem những cái này ngọc bài lui về, hắn vừa mới tốn hao đại giới, cũng không khả năng lấy về lại a. Nghĩ vậy, Hoàng lão tam sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mình tới đầu đến bận rộn nửa ngày, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hừ, Hoàng lão tam sắc mặt băng lãnh, phất tay, đem Hoàng Vô Cương trong tay ngọc bài thu vào. Cũng may những cái này ngọc bài, chờ vạn tộc đổ vực chi chiến kết thúc, có thể đổi lấy 15 cái địa vực, nghĩ tới đây, tâm tình của hắn mới tốt một điểm. Đám người nhìn qua Tiêu Phàm phi thân lên đồng thuyền bóng lưng, cũng nhao nhao lộ ra vẻ phức tạp. Dám theo Hoàng gia Túc lão đọ sức, tiểu tử này đảm lượng thật đúng là rất lớn, chẳng lẽ sẽ không sợ Hoàng gia Túc lão dưới cơn nóng giận giết hắn sao? Nhưng mà, một màn kế tiếp, để bọn hắn càng thêm kinh hãi. Chỉ thấy Tiêu Phàm vừa mới bay xuống thần chu, ở cách đó không xa trên một tảng đá ngồi xuống, hơn nữa lại lấy ra 3 khối địa vực ngọc bài. Hắn còn có người lên tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ giờ mới hiểu được, khó trách gia hỏa này không đem 5 khối ngọc bài để vào mắt, trên người hắn nhiều như vậy ngọc bài, xác thực không cần thiết đem 5 khối ngọc bài để ở trong mắt. Chỉ là để bọn hắn im lặng cùng khiếp sợ là, Tiêu Phàm đột nhiên lớn tiếng gào to lên, đến, nhìn một chút a, địa vực ngọc bài tiện nghi bán a, đám người nghe nói như thế, khóe miệng có chút co lại. Gia hỏa này, lại muốn bán đất vực ngọc bài, chẳng lẽ hắn không biết vực ngọc bài quý giá tính sao? Một cái địa vực, đối với rất nhiều chủng tộc mà nói, thế nhưng là vô tận sinh tồn tài nguyên. Tiểu tử này ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp liền muốn bán ra địa vực. Có lẽ hắn biết rõ, những cái này ngọc bài thả trong tay hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, may mà trực tiếp bán đi, có thể đổi lấy số lớn tài nguyên. Không sai, những cái này ngọc bài. Chỉ có ngũ đại gia tộc mới có thể cùng trao đổi đến địa vực, trong tay hắn chỉ là một khối ngọc bài mà thôi, tối đa cũng liền có thể có được tiến vào vòng thứ 2 chủng tộc trận chiến tư cách. Chẳng lẽ gia hỏa này đối chủng tộc chi chiến đều không có hứng thú sao? Hay là nói, trên người của hắn lệnh bài đã nhiều đến nhiều vô số kể. Đám người âm thầm kinh hãi, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi Tiêu Phàm thân phận. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là thay Kiếm Hồng Trần tới còn ngọc bài sao? Hiển nhiên không phải, nếu như trên người của hắn ngọc bài cũng là Kiếm Hồng Trần, vậy hắn căn bản không có tư cách tự chủ xử lý những cái này ngọc bài. Giải thích duy nhất chính là, trên người của hắn ngọc bài không phải Kiếm Hồng Trần, mà là chính hắn, dạng này hắn nghĩ xử lý như thế nào, đều không người có thể chỉ trích hắn. Nếu là bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm trên người ngọc bài, không có gì ngoài vừa mới cho hoang ra 15 khối, còn có 91 khối, không biết sẽ có cảm tưởng gì. 91 khối A, trọn vẹn có thể có được 9 cái tấn cấp vòng thứ 2 tư cách. Tiêu Phàm thanh âm không nhỏ, rất nhiều người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới.
Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bán đất vực ngọc bài, nếu là giá cả phù hợp, bọn họ không ngại mua mấy khối, góp đủ tiến vào vòng thứ hai tư cách. Nhất là những cái kia chủng tộc nhỏ, bọn họ bản thân không có khả năng xuất ra đầy đủ địa vực đến tham chiến, có thể nếu là có thể mua được địa vực, đó là không thể tốt hơn nữa. Đừng nói dùng để tham chiến, chính là dùng để khuếch trương tự thân chủng tộc, cũng là không sai a. Vị huynh đệ kia, địa vực lệnh bài bán thế nào? Một cái toàn thân xích hồng, hiện đầy vảy gầy cao tu sĩ đi tới, khẩn trương hỏi. Tiêu Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi cảm thấy, một cái địa vực hẳn là giá trị bao nhiêu? Một đầu trung phẩm nguyên tinh khoáng mạch làm sao? Ít nhất có thể đủ đào móc ngàn vạn trung phẩm nguyên tinh. Xích hồng lân phiến tu sĩ tự cho là hết sức lớn khí nói. Không hứng thú, Tiêu Phàm lắc đầu. Các hạ, ngàn vạn trung phẩm nguyên tinh, đã không ít, chỉ ít đầy đủ nhường ngươi tu luyện tới thánh đế cảnh rồi a hát. Xích hồng lân phiến tu sĩ ở trên cao nhìn xuống nói. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên hắn giơ lên cái mông nói, tảng đá kia làm sao có chút bất bình, ngồi cái mông đau. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đứng dậy, đi đến một bên trên đất bằng, nhìn dưới mặt đất có chút bẩn, hắn lại tiện tay lấy ra một cái thạch đầu hướng mặt đất quăng ra. Cực phẩm long tinh, đám người nhìn thấy một màn này, đám người trong nháy mắt nhận ra được, kinh hô không thôi. Cực phẩm long tinh a, đây chính là so phổ thông cực phẩm nguyên tinh còn muốn quý hơn vô số lần, có thể ra hỏa này, vậy mà dùng để đệm cái mông. Liền hắn tiện tay ném ra cái kia một cái. Nói thế nào cũng có khoảng 100 khối A. Một khối cực phẩm long tinh, thật muốn đổi thành nguyên tinh, cái kia chí ít có thể đổi lấy 200 khối tầm thường cực phẩm nguyên tinh, nói cách khác có thể hối đoái 2 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh, có thể hối đoái thành 200 vạn trung phẩm nguyên tinh. Nói cách khác, Tiêu Phàm ném ra tới một lần này 100 khối cực phẩm long tinh, có thể đổi lấy 2 ức trung phẩm nguyên tinh. Nhưng mà, giá trị 2 ức trung phẩm nguyên tinh, chỉ có thể để Tiêu Phàm đệm cái mông. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía cái kia xích hồng lân phiến tu sĩ, lại là phát hiện cái kia xích hồng lân phiến tu sĩ rụt cổ một cái, toàn thân càng ngày càng đỏ bừng. Hắn hận không thể tìm một đầu khe hở chui vào, vừa rồi lời của hắn thật mất thể diện. Hắn tự cho là 1000 vạn trung phẩm nguyên tinh đã rất không ít, nhưng hôm nay, Tiêu Phàm đệm cái mông cái gì cũng so với hắn ra giá cao hơn mấy chục lần. Cái này khiến hắn hoàn toàn xấu hổ vô cùng. Tiêu Phàm ngồi xuống về sau, lúc này mới lần nữa ngẩng đầu nhìn bốn phía tu sĩ, nói, vừa nãy là người nào nói chuyện. Đám người không chút do dự chỉ cái kia xích hồng lân phiến tu sĩ, hơn nữa lui về sau một bước. Không có ý tứ, vừa mới không nghe thấy, người vừa rồi nói cái gì. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia xích hồng lân phiến tu sĩ. Tu sĩ kia toàn thân khẽ run lên, vội vàng nói xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta không mua. Nói xong câu đó, hắn liền rút về trong đám người, lại cũng không có mặt mũi đứng ở chỗ này. Có lẽ hắn có thể cầm ra được nguyên tinh không chỉ ngàn vạn trung phẩm nguyên tinh, nhưng khẳng định xa xa không đạt được Tiêu Phàm yêu cầu, dù sao, 2 ức trung phẩm nguyên tinh, cũng vẻn vẹn đủ Tiêu Phàm đệm cái mông mà thôi. Còn có ai ra giá sao? Tiêu Phàm lần nữa nhìn bốn phía tu sĩ nói. Đám người ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi, ai cũng không có trước tiên mở miệng. Một cái địa vực giá trị, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu là tài nguyên phong phú, vậy giá trị bay lên gấp mấy lần cũng không thành vấn đề, nhưng nếu chỉ là một cái bình thường địa vực, vậy giá trị cũng liền không coi vào đâu. Nhưng lại làm sao không đáng tiền, cũng tuyệt đối không chỉ ngàn vạn trung phẩm nguyên tinh. 5000 vạn trung phẩm nguyên tinh, yên lặng chỉ chốc lát sau, đột nhiên lại có người mở miệng, nói chuyện là một cái kim bào nam tử. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhường ra một con đường, nhìn về phía cái kia kim bào nam tử ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Nhất là nhân tộc tu sĩ, càng là tức giận hết sức. Là thần long tử, đám người có người nghiến răng nghiến lợi nói. Hơn 2 tháng trước, long tộc chẳng biết tại sao, chỉ khiêu chiến nhân tộc tu sĩ. Cùng nhân tộc tu sĩ đánh cược. Nhân tộc không ít người tham chiến, ngay từ đầu tất cả đều bại ở trong tay Ma Long Tử, Hoàng Vô Cương bọn họ đều thua mất ngọc bài. Cuối cùng là thí thần xuất hiện, mới đánh bại Ma Long Tử, về sau Ma Thái Hư bị thí thần đánh bại, thí thần rời đi.
Ngay sau đó, thần Long Tử Vô Sỉ tiếp tục khiêu chiến nhân tộc, Bắc Thần gia tộc thiên tài Bắc Thần Vọng Cổ xuất chiến, mới khó khăn lắm ngăn trở thế công của hắn, không để cho nhân tộc tiếp tục bại xuống dưới. Về sau, Long tộc không có tiếp tục khiêu chiến nhân tộc cũng tính an ổn một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến chính là, thần Long Tử rốt cuộc lại xông ra. Tiêu Phàm thần sắc như thường, ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thần Long Tử một cái. Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, có tư cách gì nhường hắn nhìn nhiều đây? 5.000 vạn trung phẩm nguyên tinh, không nghe thấy sao? Thần Long Tử ở trên cao nhìn xuống đứng ở Tiêu Phàm trước người, quan sát Tiêu Phàm, 10 điểm ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn xem thần Long Tử nói, ngươi là nói, 5.000 vạn trung phẩm nguyên tinh, liền có thể mua một cái địa vực đúng không? Chẳng lẽ không đủ sao? Thần Long Tử cười lạnh, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm bộ dáng. Những người khác vội vàng lui sang một bên, thần Long Tử kẻ đến không thiện, hiển nhiên là đến tìm phiền toái, bọn họ có thể không muốn tham dự trong đó. Thế hệ này nhân tộc, cũng không có mấy người có thể cùng Long tộc chống lại. Có thể, Tiêu Phàm gật đầu một cái, thần sắc không hề bận tâm nói. Cái này còn tạm được, thần Long Tử lúc này mới hài lòng gật đầu, trên người ngươi có bao nhiêu ngọc bài, ta đều mua, nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có xuất ra ngọc bài dự định, ngược lại cười híp mắt nhìn xem thần Long Tử nói, cứ dựa theo ngươi nói 5.000 vạn trung phẩm nguyên tinh một cái địa vực, ngươi Long tộc có bao nhiêu địa vực, ta đều mua. Tiêu Phàm nói 10 điểm nghiêm túc, một chút cũng không giống đang nói đùa dáng vẻ. Thần Long Tử nụ cười trên mặt ngưng tụ, hắn vốn cho là 5.000 vạn trung phẩm nguyên tinh mua một miếng đất vực ngọc bài, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà trái lại từ trong tay hắn mua. Hắn bán đấu giá sao? Trừ phi hắn là đồ đần, mới có thể bán cho Tiêu Phàm. Tiểu tử, người cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, ta Long Phượng tộc địa vực hơn vạn, người nho nhỏ nhân tộc run rế, bán được lên sao? Thần Long Tử khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Chí ít mua người hỗn độn thần Long nhất tộc địa vực hẳn là không có vấn đề. Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh nói. Lần trước ở tổ Long bí cảnh chiếm được vô số Long tinh, liền Bạch Ma bọn họ tiền xài vặt đều cho hơn vạn cực phẩm Long tinh, có thể nghĩ Tiêu Phàm trên người Long tinh số lượng kinh khủng. 100 cực phẩm Long tinh, tương đương với 2 ức trung phẩm nguyên tinh, 1 vạn Long tinh, chính là 200 ức trung phẩm nguyên tinh. Dựa theo thần Long Tử ra giá cả, Tiêu Phàm cho Bạch Ma bọn họ tiền xài vặt, đều đủ để mua 400 cái địa vực. Tiêu Phàm trên người Long tinh, nếu là dựa theo cái giá này giá trị để tính, mua xuống toàn bộ Long Phượng tộc hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần hỗn độn thần Long bộ tộc này, có mạnh hơn cũng không khả năng trưởng quản tất cả Long Phượng tộc A, có thể có được 3.000 cái địa vực, đã coi như là cao nhất. 3.000 cái địa vực, tính được cũng vẻn vẹn chỉ cần 1.500 ức trung phẩm nguyên tinh mà thôi, cũng thì tương đương với 750 khối cực phẩm Long tinh. Tiêu Phàm trên người cực phẩm Long tinh, đâu chỉ 750 khối. Thần Long Tử nghe được lời nói của Tiêu Phàm, lại liếc mắt nhìn hắn dưới mông đệm lên cực phẩm Long tinh, lời đến khóe miệng, hắn mạnh mẽ nén trở về. Tiểu tử này trên người, có lẽ thật vẫn có không ít Long tinh, vạn nhất thật sự có thể dựa theo cái giá tiền này mua xuống bọn họ hỗn độn thần Long nhất tộc, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình thật làm cho tiểu tử này đem hỗn độn thần Long nhất tộc địa vực mua lại sao? Đừng nói hắn không tư cách kia quyết định, cho dù có, hắn cũng không dám a. Tất nhiên ngươi nói muốn bán ngọc bài, chúng ta ra giá cả không hài lòng, vậy chính ngươi ra giá cả, rốt cuộc bao nhiêu nguyên tinh một khối. Thần Long Tử đành phải nói tránh đi. Bên cạnh nhân tộc tu sĩ nhìn thấy thần Long Tử ăn thiệt thòi, lập tức trong lòng sảng khoái vô cùng không thôi. Phải biết, hai tháng qua này, trong lòng bọn họ kìm nén một hơi, thế nhưng là vẫn luôn không địa phương phát tiết a. Một khối, Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem thần Long Tử, khinh thường nói, ai nói ta muốn bán một khối ngọc bài. Ngươi dám trêu chọc chúng ta, thần Long Tử lập tức tìm được lấy cớ, trên người trán phóng sát khí như có như không, lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm. Từng khối bán có ý gì, Tiêu Phàm liền con mắt đều không nhìn thần Long Tử một cái, mà là cười nhìn lấy bốn phía tu sĩ nói, muốn bán, đương nhiên là một chục bán. Một chục bán. Đám người khóe miệng giật một cái, người nhà khoác lác thổi đến cũng quá hung ác.
ngươi cho rằng ngọc bài là thứ đồ chơi gì à, thứ này cũng có thể một chục bán. Nếu như ngươi có nhiều như vậy ngọc bài, đoán chừng đã sớm vụng trộm giấu đi, chờ lấy tiến vào vòng thứ hai chủng tộc chi chiến rồi a hát, chỗ nào còn sẽ ngồi xổm ở trong này bán ngọc bài. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm là không có đầy đủ ngọc bài tiến vào vòng thứ hai, cho nên mới sẽ đem trên người ngọc bài bán đi, thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt. Chỉ là loại này hành vi ở nhân tộc tu sĩ xem ra, nghiễm nhiên chính là cầm nhân tộc cương thổ đang bán. Nhưng mấu chốt nhất là, bọn họ căn bản không biết Tiêu Phàm ngọc bài là thế nào đến, chỉ ít hẳn không phải là hoang gia cho, vậy những thứ này ngọc bài cũng liền cùng nhân tộc không quan hệ. Tiêu Phàm nghĩ xử lý hắn như thế nào ngọc bài, hoàn toàn không cần thiết quan tâm nhân tộc cái nhìn. Ha ha, tiểu tử, ngươi sẽ không đem nhân tộc địa vực trộm ra bán rồi a hát. Thần Long Tử không chút kiêng kỵ cười to nói, coi như ngươi có thể trộm ra, còn có thể trộm ra nhiều như vậy. Trong ánh mắt hắn, đều là nồng đậm vẻ khinh bỉ. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không nhanh không chậm xòe bàn tay ra, ở lòng bàn tay của hắn. An tĩnh nằm 10 mai mạ vàng ngọc bài, phía trên khí tức là không thể nào làm giả. Đây mới thật là địa vực ngọc bài. Thần Long Tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, tiếng cười cũng đột nhiên ngừng lại, trên mặt thật giống như bị người hung hăng quạt một bạt tai đồng dạng, đâm tâm đau. Nhân tộc tu sĩ thì là vô cùng ngạc nhiên, lộ ra hoàn toàn không dám tin. Hắn vừa mới không phải cho 15 khối cho hoang ra sao? Làm sao trên người còn có nhiều như vậy? Có người càng là nhịn không được kinh khiếu xuất lai. Đám người nghe vậy, càng là kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Nha, nhà ngươi ngọc bài chẳng lẽ cũng là bán buôn hay sao? Tiêu Phàm trong tay 10 khối ngọc bài, tăng thêm phía trước 15 khối, nhưng chính là 25 khối A. Phóng nhãn vạn tộc tu sĩ, ai còn có nhiều như vậy ngọc bài đây? Không phải người khác không đủ cường đại, mà là ai cũng không có nghĩ qua. Tiêu Phàm chiếm lấy ngọc bài phương pháp. 25 khối liền kinh ngạc như vậy, ta muốn cầm trên tay 90 khối đều lấy ra, còn không phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Tiêu Phàm âm thầm khinh bỉ nói. Thật sự là hắn ngọc bài đến quá dễ dàng, so sánh với người khác trăm cay nghìn đắng, hắn tự nhiên không biết thắng được một khối ngọc bài gian nan. Cho dù là Ma Long Tử cùng Thần Long Tử, vì lấy được một khối ngọc bài, cũng phải bỏ qua thân phận. Cố ý đi khiêu khích người khác. Bằng không mà nói, người khác biết rõ thực lực không bằng hắn, chắc chắn sẽ không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ đánh cược. Thần Long Tử nhìn thấy Tiêu Phàm trên tay đánh ngọc bài, sắc mặt cảm giác có chút đau rát, tựa như lại bị người hung hăng quạt một bạt tai. Hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng, cái này nhân tộc tiểu tử, rốt cuộc là ai, làm sao có thể có nhiều như vậy ngọc bài. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, hiển nhiên là không đem hắn để ở trong lòng a. Thế nào, người còn có mua hay không? Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới cười nhìn lấy Thần Long Tử, cái kia trong tươi cười, tràn đầy vẻ đăm chiêu. Thần Long Tử sắc mặt âm tình bất định, 10 khối ngọc bài, coi như dựa theo hắn nói tới 5.000 vạn một cái địa vực, vậy cũng muốn 5 ức trung phẩm nguyên tinh a. Đừng nói 5 ức trung phẩm nguyên tinh, chính là 1 ức. Hắn cũng chưa chắc có thể cầm ra được a. Huống hồ, Tiêu Phàm cũng sẽ không thực nguyện ý đem 5 ức trung phẩm nguyên tinh bán cho hắn. 5 ức trung phẩm nguyên tinh đều không lấy ra được, Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn Thần Long Tử một cái. Thần Long Tử mặt đỏ tới mang tai, hận không thể tìm đầu khe hở chui vào, hắn đây nha cũng thật mất thể diện. Ta ra 5 ức trung phẩm nguyên tinh, lúc này... Phía ngoài đoàn người bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm, không ít người tự giác nhường ra một con đường, lại là một cái mang theo mũ rơm thiếu niên đi đến. Thí, có người kinh hô ra một cái tên, sau đó không chút do dự hướng phía sau thối lui. Những ngày qua, thí cái tên này, đã vang dội phi tiên cổ. Từ hơn 2 tháng trước đánh bại Ma Thái Hư bắt đầu, hắn không biết đánh bại bao nhiêu cao thủ, thắng được không ít ngọc bài. Thậm chí ngay cả Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong bọn họ cũng cùng hắn đối chiến qua, nhưng hắn từ không thua trận. Tiêu Phàm nhìn thấy thí thần đến, trên mặt hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười. Trên người ngươi có bao nhiêu ngọc bài, có bao nhiêu, ta thu bao nhiêu. Thí thần đi tới Tiêu Phàm phụ cận, tùy tiện nói. Thực,
Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên. Nói xong, Tiêu Phàm trong tay lại lấy ra 30 khối, tăng thêm phía trước 25 khối, trên tay hắn ngọc bài vượt qua 50 khối. T4 phía tu sĩ thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. 55 khối ngọc bài A, giá trị không thể đo lường, đã có thể mua xuống rất nhiều chủng tộc rồi A hát. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, muốn biết Tiêu Phàm thân phận, nhưng bọn hắn xác thực chưa từng gặp qua Tiêu Phàm dung mạo, trong lúc nhất thời có chút đả cổ. Trong mắt rất nhiều người hiện lên nồng nặc tham lam, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm trong tay 40 khối ngọc bài cướp đến tay. Chỉ là, trở ngại vạn tộc đổ vực trận chiến quy củ, bọn họ cũng không dám tự tiện xuất thủ. Bất quá có thật nhiều người lại là đánh lên tiểu tâm tư, mặc dù ngọc bài không thể cướp đoạt, nhưng nếu là đổi thành nguyên tinh, vậy cũng không có người quản a. Dù sao, vạn tộc đổ vực trận chiến quy củ, chỉ là không cho cướp đoạt vực ngọc bài, cũng không có nói không cho cướp đoạt nguyên tinh. Nhìn xem trong mắt rất nhiều người nồng nặc tham lam, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, hướng về phía thí thần cười nói, tổng cộng 20 ức trung phẩm nguyên tinh. Ngươi đếm xem, thí thần tùy ý ném cho Tiêu Phàm một mai càn khôn giới. Nhiều, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, sau đó cầm trong tay 40 khối ngọc bài ném cho thí thần, liền tựa như ném rác rưởi một dạng. Đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái kia trong càn khôn giới thế nhưng là 20 ức trung phẩm nguyên tinh a, bọn họ chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Tiểu tử, ta nói 5.000 vạn mua một khối, người bán cho hắn, vì sao không bán cho ta? Thần Long Tử mặt âm trầm, thừa cơ làm khó dễ nói. Ngươi mắt mù, hay là lỗ tai điếc, không nghe thấy sao, muốn bán chỉ là một chục bán. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem Thần Long Tử nói, ngươi vừa mới nếu là xuất ra 5 ức trung phẩm nguyên tinh, cái kia 10 khối ngọc bài dĩ nhiên chính là ngươi. Ngươi chờ, ta hiện tại lập tức đi góp nguyên tinh. Thần Long Tử trong mắt lóe lên một vòng tha thiết. 5 ức trung phẩm nguyên tinh liền có thể đổi lấy một cái địa vực, cuộc mua bán này quá có lời. Không có ý tứ, ngọc bài không thấy. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đễnh nói, các ngươi muốn mua, tìm hắn a. Nói xong, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía thí thần, hận không thể lập tức hướng về đem cái kia 40 khối ngọc bài đoạt tới. Bán lẻ, 2 ức trung phẩm nguyên tinh một khối, 10 khối có thể giảm 10%, 18 vạn trung phẩm nguyên tinh. Thí thần vung vẩy trong tay ngọc bài nói. Đám người nghe vậy, trên mặt tha thiết trong nháy mắt biến mất. Rất nhiều người trong lòng càng là tức giận không thôi, vừa mới 5 ức có thể mua 10 khối, bọn họ vậy mà không có mua, hiện tại mua một khối đều cần 2 ức trung phẩm nguyên thạch, cái này may mà quá lớn. Người giá tiền này cũng quá bất hợp lý rồi a hát, có người khó chịu mở miệng nói. Không hợp thói thường, thí thần khinh thường cười một tiếng. Nói trước mấy ngày, ta một khối còn bán 3 ức đây, hiện tại bán 2 ức, đã rất ít đi tốt ha. Có thể ngươi vừa mới vẻn vẹn mất 5 ức mua a. Đám người khóe miệng giật một cái, có người càng là nhận ra được, cả kinh kêu lên, đoạn thời gian trước là ngươi bán ngọc bài. Làm sao, không được sao? Thí thần ngữ khí 10 điểm băng lãnh, ta ngọc bài là mình dùng mệnh đổi lấy, chẳng lẽ ta không thể bán sao? Đám người không còn gì để nói. Bọn họ cũng biết qua thí thần sự tình, cho dù là nhân tộc, cũng không có tư cách trách hắn. Bởi vì hắn vốn là không có tư cách tham gia đổ chiến, đúng là hắn dùng mạng của mình thắng được mới bắt đầu một khối ngọc bài, hắn trong tay ngọc bài, cùng nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa, thí thần thực lực thế nhưng là mọi người đều biết, còn không người dám đi uy hiếp hắn. Khi mọi người trầm mặc bất kể, thí thần lại là nhe răng cười nói. Hiện tại tiểu gia thay đổi chủ ý, một khối 3 ức, một đánh 2 17 vạn, thiếu một khối nguyên tinh đều không được. Ta ngược lại muốn xem, là nguyên tinh trọng yếu, vẫn là ngọc bài trọng yếu, hoặc là chủng tộc trận chiến tư cách, cùng phi tiên thánh cảnh danh ngạch trọng yếu. Đám người nghe vậy, lập tức nín thở ngưng thần, ai không muốn tại chủng tộc chi chiến bên trong đại triển quyền cước, nhất cử đoạt được phi tiên thánh cảnh tư cách đây. Chúng ta nhanh đi chuẩn bị nguyên tinh. 27 vạn mua một cái tư cách, không thua thiệt. Có người mở miệng, sau đó không ít tu sĩ nhanh chóng rời đi. Tiểu tử kia đâu, Thần Long Tử quét mắt bốn phía, lại là không thấy được Tiêu Phàm bóng dáng. Khi hắn ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, nhìn thấy Tiêu Phàm trốn vào một bên núi rừng bên trong, hậu phương còn có không ít người lặng lẽ theo đuôi.
cầm 20 ức nguyên tinh liền muốn chạy. Thần Long Tử cười lạnh, không chút do dự đuổi theo. Thí thần cầm trong tay ngọc bài, dư quang nhìn lướt qua Thần Long Tử bọn họ rời đi yên tâm, trong lòng cười thầm nói, nhập vai tuồng. Lại nói Tiêu Phàm trốn vào một bên trong rừng, động tác 10 điểm nhẹ nhàng, sợ kinh động đến cái gì. Hắn giờ phút này, liền tựa như một cái nhà giàu mới nổi, đột nhiên chiếm được 20 ức trung phẩm nguyên tinh, chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi thị phi này. Đáng tiếc, hậu phương không ít tu sĩ lại là theo đuổi không bỏ. Bọn họ không dám cướp đoạt Tiêu Phàm trên người ngọc bài, có thể hoàn toàn có thể cướp đoạt Tiêu Phàm trên người nguyên tinh a. Huống hồ, gia hỏa này nói trên người mình đã không thấy ngọc bài, coi như bị thiên hoang đặc sứ biết rõ, cũng sẽ không trách cứ hắn môn. Dù sao, thiên hoang đặc sứ cũng không biết cái gì đều xen vào việc của người khác. Bay nhanh chốc lát, Tiêu Phàm rốt cục đã ngừng lại thân hình, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem hậu phương. Nơi này, đã cách vạn tộc đổ vực chiến trường phía trên vạn dặm khoảng cách, coi như giết người, hắn cũng không cố kỵ gì. Hô hô, Tiêu Phàm dừng bước lại một sát na kia, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt từ trong rừng xông ra, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tiểu tử, đem nguyên tinh giao ra, một cái toàn thân đen kịt, giống như hắc thiết một dạng ngoại tộc tu sĩ nhe răng cười một tiếng lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng. Đem nguyên tinh giao ra, chúng ta thả ngươi một con đường sống, bằng không mà nói, ha ha, một cái cầm trong tay tháng câu hắc giáp tu sĩ âm hiểm cười không thôi. Những người khác cũng ngạo mạn nâng lên đầu, giống như kiêu ngạo gà trống một dạng. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm đã là cùng đường mặt lộ, muốn sống sót, chỉ có thể đem nguyên tinh giao ra. Ân, đây là ý kiến hay. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, 10 điểm chăm chú nhìn mấy người nói. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất, sau một khắc, trong rừng một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập mà ra. Truy sát Tiêu Phàm 10 mấy người, vẻn vẹn một cái hô hấp không đến thời điểm, liền tất cả đều ngã trên mặt đất, không một người sống. Cứ như vậy mặt hàng, cũng dám cướp bóc, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nhìn dưới mặt đất thi thể, trong mắt đều là khinh thường. Phất tay, mặt đất thi thể tất cả đều bị hắn ném vào thể nội thế giới. Hơn nữa đem không khí cũng xử lý một lần. Làm xong tất cả những thứ này, cũng vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp mà thôi, sau đó Tiêu Phàm tựa như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, nghênh ngang bay ra rừng cây, lại dọc theo đường cũ trở về. Muộn một chút chạy tới Thần Long Tử đám người, nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh từ trên cao lướt qua, không khỏi nhíu mày. Bọn họ nhưng khi nhìn đến có rất nhiều người truy sát Tiêu Phàm đi a. Làm sao hiện tại Tiêu Phàm như không có chuyện gì xảy ra trở về đây, cái kia đuổi giết hắn những người kia lại đi nơi nào? Đám người trong lòng hoài nghi, nhưng mục đích của bọn hắn thế nhưng là Tiêu Phàm, những người kia sinh tử cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thần Long Tử thần sắc xoắn xuýt, hắn rất muốn cho Tiêu Phàm một bài học, cũng cướp đoạt trên người của hắn nguyên tinh, có thể điều kiện tiên quyết là lặng yên không tiếng động làm chuyện này. Vốn cho là Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi. Lấy hắn thực lực, ứng phó một cái vô danh tiểu tốt, hẳn là chuyện dễ dàng tình. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm đột nhiên phản hồi, lại là làm rối loạn hắn kế hoạch. Không được, nếu để cho hắn trở về, muốn cướp hắn nguyên tinh khó khăn. Thần Long Tử âm thầm trầm ngâm một tiếng. Vạn tộc đổ vực chi chiến sắp đến, nếu là công nhiên xuất thủ ứng phó nhân tộc tu sĩ, đây chính là dễ dàng bốc lên hai đại chủng tộc ở giữa mâu thuẫn, tốt nhất vẫn là không nên bị người nhìn thấy. Ý nghĩ vừa dứt, cách đó không xa trong cổ lâm, bỗng xông ra lần lượt từng bóng người, điên cuồng thẳng hướng Tiêu Phàm. Thần Long Tử sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới, lại có người cũng không nhịn được xuất thủ. Thần Long Tử tự nhiên không muốn để cho người khác lấy được Tiêu Phàm trên người 20 ức trung phẩm nguyên tinh, chỉ thấy hắn lấy ra một khối, liền che kín khuôn mặt của hắn, sau đó không chút do dự phóng lên tận trời. Chỉ là hắn vừa mới đạp không mà lên. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ lần nữa tăng tốc, hướng về đổ vực chiến trường bay đi. Một đám phế vật, này cũng ngăn không được, Thần Long Tử giận mắng không thôi, thế nhưng hắn cách xa nhau quá xa, căn bản liền không kịp xuất thủ. Rơi vào đường cùng, Thần Long Tử đành phải gỡ xuống miếng vải đen, nhanh chóng đi theo. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, những cái kia người truy sát thực không phải bình thường điên cuồng, khi hắn đuổi tới đổ vực biên giới chiến trường thời điểm.
những người kia vẫn không có từ bỏ. Những người này, vì cướp đoạt Tiêu Phàm 20 ức trung phẩm nguyên tinh, cũng thực sự là liền mệnh đều không muốn. Thần Long Tử lại là không cái kia ra mặt, hắn dù sao cũng là Long tộc ba đại Long Tử, nếu là cùng bị người liên thủ cướp đoạt nguyên tinh, vậy coi như chuyện gì chứ? Bất quá rất nhanh, hắn liền may mắn mình làm quyết định này, may mắn bản thân không có xuất thủ cướp đoạt. Bằng không mà nói, liền không có người có thể cứu được hắn. Chân trời, Tiêu Phàm bị chừng 20 người truy sát, điên cuồng chạy trốn, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. À, cái kia không phải nhân tộc cái kia bán địa vực ngọc bài tiểu tử sao, làm sao bị người đuổi giết? Còn có thể là cái gì, nhất định là có người coi trọng trên người của hắn nguyên tinh, đây chính là 20 ức trung phẩm nguyên tinh A, đầy đủ mua một chủng tộc trận chiến tư cách, một lần này phiền toái, nhiều người như vậy truy sát, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, ai, tài không lộ ra ngoài A, ai kêu tiểu tử này quá kiêu ngạo đây? Đám người nhìn thấy xa xa chiến đấu, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái, bọn họ rất nhiều người đều rất muốn xông tới tham dự một phen. Vạn nhất vận khí tốt, giết chết Tiêu Phàm, coi như có thể có được 20 ức trung phẩm nguyên tinh A. Cứu mạng A, có người công nhiên cướp đoạt vực ngọc bài. Tiêu Phàm sợ hãi giống giận, tiếng truyền tứ phương. Vô số chủng tộc tu sĩ bỗng nhiên phóng nhãn trông lại, trong lòng kinh ngạc hết sức, ai chán sống. Thậm chí ngay cả ngọc bài cũng dám đoạt, chẳng lẽ lúc trước nhất tộc đẫm máu giáo huấn còn chưa đủ à? Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy một đám tu sĩ đang ở vây công một người thời điểm, trong lòng cũng tin thêm vài phần, rất nhiều tu sĩ không khỏi nhao nhao hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí bay đi. Dừng tay, một tiếng quát như sấm vang lên, một cỗ hoảng sợ chi uy mãnh liệt mà tới, thiên địa bỗng bình tĩnh trở lại. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy một người mặc bạch sắc mây áo trung niên nam tử bay vụt mà tới, bên cạnh hắn còn đi theo hai cái thiếu nam thiếu nữ. Là thiên hoang đặc sứ. Đám người thở sâu, vội vàng lui sang một bên, cung kính nhìn xem người tới. Tiền bối, có người cướp ta ngọc bài. Tiêu Phàm nhìn thấy ngày đó hoang đặc sứ, vội vàng hét lớn. Tiểu tử, người ít tại cái này chớ có nói hưu nói vượt. Trong đó một cái ngoại tộc tu sĩ cười lạnh không thôi. Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi giải quyết một điểm ân oán cá nhân mà thôi, ở đâu là đoạt ngươi ngọc bài, liền xem như đoạt ngươi ngọc bài, vậy cũng phải trên người ngươi có ngọc bài có thể đoạt a. Chính là, tiểu tử, ngươi thiếu nợ ta 20 ức nguyên tinh, chúng ta cùng ngươi đòi nợ, thiên kinh địa nghĩa mà thôi, ngươi cho rằng thiên hoang đặc sứ sẽ cứu ngươi sao? Một cái khác ngoại tộc khôi ngô tu sĩ cũng nhe răng cười nói, hoàn toàn không có chút nào sợ ý tứ. Phải giải quyết bốn người ân oán, đi một bên. Trung niên nam tử khó chịu nói, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tiền bối, bọn họ thực sự là muốn cướp ta ngọc bài. Tiêu Phàm hét lớn, tựa như sợ trung niên nam tử đi một dạng. Ngươi luôn miệng nói chúng ta đoạt ngươi ngọc bài, ngươi ngược lại là xuất ra ngọc bài đến A, miễn là ngươi có thể cầm được ra ngọc bài đến, coi như chúng ta đoạt ngươi ngọc bài làm sao. Khôi ngô tu sĩ khinh thường nói. Mấy người tất cả đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ thế nhưng là chính tai nghe được, Tiêu Phàm nói trên người hắn không có ngọc bài, lại làm sao có thể cầm được ra ngọc bài đây. Các ngươi xác định, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cười nhìn lấy những người kia, lộ ra một tia hí ngược. Đám người nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp, nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại. Chẳng lẽ ra hỏa này trên tay còn có ngọc bài? Nếu là hắn thật sự có thể xuất ra ngọc bài, vậy chờ đợi bọn hắn, coi như là sự đả kích mang tính chất hủy diệt A, thậm chí khả năng, tất cả mọi người phải ở lại chỗ này. Tiền bối, bọn họ liền là coi trọng trên tay của ta những cái này ngọc bài, cho nên muốn ăn cướp trắng trợn, giết người diệt khẩu. Tiêu Phàm tức giận nhìn xem chung quanh tu sĩ. Sau đó, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, lòng bàn tay của hắn, bỗng thêm ra đánh một chục ngọc bài. Không sai, chính là đánh đánh, mà không phải từng khối từng khối. Tiêu Phàm trước đó trong tay ngọc bài, thế nhưng là nhiều đến 106 khối, cho hoàng gia 15 khối, thí thần 40 khối. Trên người hắn nhưng còn có 51 khối A. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cũng không có toàn bộ lấy ra, chỉ là xuất ra 40 khối, còn có 10 khối, hắn là chuẩn bị dùng để tham gia chủng tộc trận chiến. Những cái kia truy sát Tiêu Phàm tu sĩ. Tập thể trợn tròn mắt.
tiểu tử này không phải là không có ngọc bài sao, tại sao lại xuất ra 40 khối? Hắn một nhân tộc tu sĩ, trên người tại sao có thể có nhiều như vậy ngọc bài? Đám người nghĩ không hiểu, cũng không muốn suy nghĩ, hiện tại Tiêu Phàm đem ngọc bài lấy ra, há chẳng phải là nói rõ bọn họ thật là vì cướp đoạt ngọc bài. Hơn nữa, Tiêu Phàm trên tay có 40 khối ngọc bài nhiều, cái này cũng đáng giá tất cả mọi người bọn họ đánh vỡ đầu lâu đến cướp đoạt. Dù sao, một chút chủng tộc nhỏ, toàn bộ chủng tộc đều chưa chắc có thể có được 40 cái địa vực. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Những người kia tức giận hướng về phía Tiêu Phàm giống giận, hai mắt đỏ bừng hết sức. Cho tới giờ khắc này, bọn họ còn thế nào không minh bạch, Tiêu Phàm là cố ý nói ra trước đó những lời đó, chính là dẫn bọn họ mắc câu mà thôi. Nguyên bản bọn họ xác thực chỉ là muốn cướp đoạt nguyên tinh, nhưng bây giờ lại trở thành cướp đoạt ngọc bài, hai loại hậu quả thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, tất cả mọi người khóc không ra nước mắt. Bùn đất dính rơi đúng quần, không phải cứt cũng là cứt. Còn mời tiền bối vì vãn bối làm chủ, Tiêu Phàm căn bản không để ý tới bọn họ, mà là nhìn về phía ngày đó hoang đặc sứ trung niên nam tử. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể đại khái đoán được một ít chuyện. Những người này, hơn phân nửa là bị cái này nhân tộc tiểu tử đùa bỡn. Chỉ là hắn thân làm thiên hoang đặc sứ, căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng khinh thường tại đi thu thập chứng cứ mà thôi. Thiên hạ sinh linh đâu chỉ ức vạn, chết mấy cái lại tính là cái gì đây? Công nhiên cướp đoạt ngọc bài, nhiễu loạn vạn tộc đổ vực chi chiến người, giết không tha. Trung niên nam tử nhàn nhạt đảo qua những tu sĩ kia, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Không phải, tiền bối, chúng ta không phải là vì cướp đoạt hắn ngọc bài. Tiền bối tha mạng, còn mời tiền bối. Vây giết Tiêu Phàm một đám tu sĩ vội vàng xin khoan dung, đáng tiếc, tính mạng của bọn hắn ở thiên hoang đặc sứ trong mắt, giống như run rế, làm sao có thể tha thứ bọn họ đâu. Cho dù bọn họ thực không sai, cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn yêu cầu chỉ là không người dám nhiễu loạn vạn tộc đổ vực chi chiến mà thôi. Không đợi những người kia nói hết lời, đột nhiên cảm giác cổ họng bị một cái đại thủ nắm chặt đồng dạng, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ trong cơ thể của bọn họ bắn ra. Vẻn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, 10-20 người, toàn bộ chết không nhắm mắt. Bốn phía tu sĩ câm như hến, không có người nào dám mở miệng, lại càng không cần phải nói xin tha. Trong đám người đến chậm một bước thần long tử nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt lấy. Một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu, hắn liền là một người trong những người kia. Cũng may hắn đi theo phía sau do dự một chút. Cho nên mới không chạy tới, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ bởi vì cướp đoạt ngọc bài tội, mà bị vô tình giết chết. Nghĩ vậy, thần long tử lạnh cả tim, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn làm sao không biết, tất cả những thứ này đều là cái này nhân tộc tiểu tử cố ý tính toán bọn họ, Phàm là nghĩ người giết hắn, tất cả đều chết ở tại chỗ. Chủ yếu nhất là, hắn giết người còn không cần đích thân động thủ, mà là mượn nhờ thiên hoang đặc sứ tay. Đa tạ tiền bối trả vạn tộc đổ vực chiến trường một mảnh thanh minh. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, trong tay ngọc lệnh chẳng biết lúc nào đã là thu hồi. Trung niên nam tử kia hơi hơi nhìn Tiêu Phàm một cái, nhẹ nhàng gật đầu liền tại chỗ biến mất. Ngược lại là phía sau hắn hai cái thiếu nam thiếu nữ, lại là khó chịu nhìn Tiêu Phàm một cái, lúc này mới rời đi. Đợi đến những người kia biến mất, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngay sau đó nhìn dưới mặt đất 10-20 cỗ thân thể thở dài, nói ai, vốn định chỉ cần tiền bối hơi trừng phạt một chút các ngươi, không nghĩ tới muốn mạng của các ngươi. Nghe nói như thế, chung quanh tu sĩ trong mắt đều là nồng nặc vẻ khinh bỉ, ngươi nhà nếu là không muốn mạng của bọn hắn, vừa rồi ngươi ngược lại là nói a. Làm sao hiện tại người đã chết, ngươi liền nói không muốn mạng của bọn hắn. Ai, quen biết một trận, ta liền làm chút chuyện tốt, thay các vị nhặt xác a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay, mặt đất tất cả thi thể đều biến mất hết. Bốn phía tu sĩ vẻ mặt hối hận, bọn họ làm sao lại không nghĩ tới đây. Những người này đều là đại đế cảnh tu sĩ A, vốn liếng khẳng định 10 điểm phong phú, nhưng bây giờ, những thi thể này tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm tay. Bọn họ nếu là sớm một chút điểm, đoạt được một cỗ thi thể, cái kia cũng là không nhỏ tài phú A. Nhưng Tiêu Phàm giờ phút này,
bọn họ mới biết được Tiêu Phàm chân chính chỗ đáng sợ, không cần tự mình động thủ, liền có thể giải quyết nhiều người như vậy, hơn nữa còn có thể thu được một bút tài sản lớn. Cái này mượn đao thủ đoạn giết người, triệt để kinh hãi ở đây tu sĩ. Các vị, ai còn muốn ngọc bài sao? Đám người trầm mặc thời khắc, Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cũng không dám lại khinh thường cái này nhân tộc tu sĩ, hắn miễn phí chút sức lực, liền giết hơn 10 cái địch nhân, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Yên tâm, công khai ghi giá, 3 ức trung phẩm nguyên tinh một khối, 10 khối mà nói, giảm 10%, 27 ức. Tiêu Phàm nhìn thấy đám người trầm mặc, tiếp tục nói, 27 ức có thể mua một chủng tộc trận chiến tư cách, không thua thiệt a. Đám người khóe miệng giật một cái, người nhà trước đó không phải một khối bán 5.000 vạn khối trung phẩm nguyên tinh sao, làm sao hiện tại trực tiếp chướng gấp 6 lần. Hơn nữa, giá tiền này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Hắn cùng thí là cùng một bọn, có người thấp giọng khẽ nói. Những người khác nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, hiểu thông suốt tới, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Vừa rồi một màn, là Tiêu Phàm đang cảnh cáo bọn họ. Tốt nhất đừng đánh ta trên người nguyên tinh chủ ý, bằng không mà nói, vừa rồi chết những người kia chính là bọn họ tấm gương. Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười, tựa như vừa rồi chết cái kia chừng 20 cá nhân không có quan hệ gì với hắn một dạng. Nhưng càng là như thế, đám người càng thấy được Tiêu Phàm đáng sợ. Tiểu tử, người có dám cùng ta cược một trận, liền khi đám người trầm mặc thời khắc, trong đám người thần long tử cũng nhịn không được nữa đứng dậy. Tất nhiên giờ trò chơi không lại ngươi, vậy ta liền công khai. Coi như ngươi cùng thí là cùng một bọn, thí thực lực cường hãn, có thể so sánh không có nghĩa là ngươi thực lực cũng cường đại. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhường ra một con đường, chỉ thấy thần long tử mặt âm trầm, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm nói, tiểu tử, ngươi dám hay không? Tiêu Phàm cười nhìn lấy thần long tử, không có mở miệng. Thần long tử thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ. Lập tức trầm giọng nói, làm sao, không dám sao? Không dám, Tiêu Phàm cười lắc đầu, nói cũng không phải không dám, chỉ là ta sợ ngươi chơi xấu. Nhiều như vậy mắt nhìn, ai dám chơi xấu? Huống hồ, hiện tại vạn tộc đổ vực chi chiến vòng thứ nhất còn không có kết thúc. Thần Long Tử nhe răng cười nói, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Hắn thấy, cái này rõ ràng là Tiêu Phàm biểu hiện chột dạ, càng là như thế. Hắn lại càng muốn ép cùng Tiêu Phàm cược một trận. Nhưng mà, Tiêu Phàm tiếp xuống một câu, lại làm cho thần long tử con ngươi co rụt lại. Đã như vậy, vậy liền đánh cược nhỏ một trận, 10 khối ngọc bài A, vừa lúc một chủng tộc trận chiến tư cách. Tiêu Phàm thờ ơ nói, tiện tay ném ra 10 khối ngọc bài. Động tác kia, phiêu giật thoải mái, rõ ràng là không đem 10 khối ngọc bài để ở trong mắt A. Trong mắt hắn, có lẽ cược 10 khối ngọc bài, thật đúng là nhỏ cược mà thôi. Nhưng thần long tử sắc mặt lại là khó coi hết sức, chỉ là bàn về quyết đoán, hắn cũng đã thua. Trên người hắn quả thật có mười mấy khối ngọc bài, đây chính là hắn 2 tháng đánh cược tốn sức trăm cay nghìn đắng thắng được. Nếu như muốn hắn duy nhất một lần xuất ra 10 khối ngọc bài đánh cược, hắn thật đúng là không can đảm này cùng quyết đoán. Vạn nhất thua, hắn liền tiến vào vòng thứ 2 tư cách cũng bị mất. Sẽ không thua, tiểu tử này rõ ràng là đang lừa ta. Thần Long Tử trong lòng âm thầm phủ định, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng kiên định, cắn răng nói tốt, 10 khối liền 10 khối. A, xem ra trên người ngươi ngọc bài còn không ít a. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem thần Long Tử, nói, nếu không, ta cược trên người ngươi tất cả ngọc bài. Tất cả ngọc bài, thần Long Tử hô hấp đều trở nên dồn dập lên, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cười nói tốt. Ta chỗ này có 16 khối ngọc bài. Cược 10 khối cũng là cược, cược 16 khối cũng là cược, dù sao thì là một cái 2 vòng tư cách danh ngạch mà thôi. Nếu bị thua, chính là thua mất một cái danh ngạch. Nếu là thắng, vậy mình góp thành 32 khối ngọc bài, nhưng chính là tương đương với 3 cái danh ngạch a. Vậy ta cũng lại thêm 6 khối. Tiêu Phàm nhíu mày, tiện tay ném ra 6 khối ngọc bài, bây giờ hối hận, còn kịp. Hối hận, thần long tử khinh thường, nói ta thần long tử trong từ điển, chưa từng có hối hận 2 chữ, cái này 16 khối ngọc bài ta muốn định, chiến. Bốn phía tu sĩ nghe vậy,
vội vàng hướng về giáp danh thối lui, đem phiến chiến trường này chảy ra. Giờ phút này, hai người đã đạt thành hiệp nghị, hơn nữa thân ở bên trong chiến trường, đã không có đổi ý đường sống, muốn trận này đánh cược kết thúc, chỉ có một phương nhận thua. Đây không phải là Vô Trần sao? Hắn lại ở trong này gạt người. Đột nhiên, biên giới chiến trường trong đám người truyền đến một thanh âm. Thực sự là hắn, hắn cố ý kỳ địch lấy yếu, đánh bại tộc ta xếp hạng vạn tộc thiên tài bảng người thứ 300 thiên tài, lừa gạt 6 khối ngọc bài. Tộc ta thiên tài thế nhưng là xếp hạng vạn tộc thiên tài bảng hơn 100 tên, cũng bại bởi hắn, người nọ là ai? Vậy mà cùng Vô Trần cược 16 khối ngọc bài, chẳng lẽ hắn ở trên vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng cực cao? Hẳn là a, chúng ta đã đem Vô Trần gạt người tin tức truyền khắp toàn bộ chiến trường, nếu như thực lực không mạnh bằng hắn mà nói, khẳng định không dám giao thủ với hắn. Lại có mấy người không kiêng nể gì cả đang nghị luận, bọn họ có lẽ là muốn cho người xung quanh đều biết Tiêu Phàm tiếng xấu. Nhưng mà, lời này nghe vào thần long tử trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía đối diện Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi. Liền vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ hơn 100 tên thiên tài đều thua, hắn cái bài danh này hơn 300 tên người, như thế nào Tiêu Phàm đối thủ? Một cỗ hối hận trong nháy mắt quanh quẩn trong lòng, nhưng càng nhiều là đối vừa mới nghị luận người phẫn nộ. Người nhà không nói sớm, người này cường đại như thế, các ngươi vừa rồi tại sao không nói? Nếu như các ngươi nói, ta cũng sẽ không giao thủ với hắn a. Còn có... Các người đem ra hỏa này gạt người tin tức truyền khắp toàn bộ chiến trường, có thể ta vì cái gì không biết đây. Bốn phía tu sĩ cũng là rung động không hiểu, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bọn họ rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm trong tay vì sao có nhiều như vậy ngọc bài. Hóa ra hắn chính là như vậy cố ý gạt người khiêu chiến hắn, sau đó thắng được đối phương ngọc bài. Loại này thủ đoạn mặc dù không quang minh, có thể nói trở lại, nếu như hắn thực lực không mạnh. Vậy hắn cũng tuyệt đối không có khả năng thắng được đánh cược a. Huống chi, Tiêu Phàm thắng được cũng không phải một khối hai khối ngọc bài, mà là gần 100 khối a. Làm sao, còn chưa động thủ sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhường ta ba chiêu? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Thần Long Tử nói. Nhường ngươi ba chiêu, Thần Long Tử khóe miệng giật một cái, ngươi nha liền vạn tộc thiên tài bảng thứ hơn 100 tên đều có thể đánh bại, ta tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Còn nhường ngươi ba chiêu. Không đúng, bên ngoài những người kia đến trùng hợp như vậy, nhất định là cùng hắn cùng một chỗ, muốn cố ý phá ta lòng tin. Thần Long Tử đột nhiên một cái giật mình, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ngay sau đó cười lạnh nói nhìn xem Tiêu Phàm, khinh thường nói tốt, nhường ngươi ba chiêu. Mặt ngoài nói như vậy, nhưng Thần Long Tử trong lòng lại là 10 điểm khinh thường, thật không biết ra hỏa này dũng khí từ đâu tới, lại dám lừa gạt hắn Thần Long Tử. Vậy ta xuất thủ, Tiêu Phàm mỉm cười, trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Bên ngoài những người kia đều đã nhắc nhở Thần Long Tử, hắn lại còn không tin, tự cho là vô địch thiên hạ. Coi như người bây giờ thật vất vả tiến nhập vạn tộc thiên tài bảng thứ 300 nhiều tên, vậy thì như thế nào đây? Hôm nay qua đi, hắn cũng không khả năng lại lừa gạt những người khác, hơn nữa, vòng thứ nhất cũng sắp kết thúc, dứt khoát cũng không tất yếu bảo trì quá nhiều thực lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bỗng nhiên tại chỗ biến mất, tốc độ của hắn rất nhanh, đại đế cảnh đỉnh phong đều cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. 3. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, hư không một tiếng vang giòn truyền ra, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một bàn tay hung hăng đem Thần Long Tử đánh bay ra ngoài. Thần Long Tử thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có, trọng trọng đập trên mặt đất, trượt ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Tê đám người một trận ngạc nhiên. Gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi, một bàn tay đem Thần Long Tử quạt bay. Thần Long Tử mình cũng vẻ mặt choáng váng, hắn nhận định Tiêu Phàm thực lực không bằng gì, cố ý tìm người đến diễn kịch. Nhưng hiện tại hắn mới chính thức ý thức được, cái này nhân tộc tu sĩ, là thật rất khủng bố. Hắn có thể đủ đánh bại vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng hơn 100 tên người, tuyệt đối không phải thổi. Đa tạ, nơi xa, Tiêu Phàm mỉm cười. Đem cái kia 32 khối ngọc bài thu vào trong túi. Hỗn trướng, dừng tay cho ta. Thần Long Tử vô cùng phẫn nộ, dùng hết toàn lực gầm thét. Nhưng nhường hắn càng kinh hãi hơn sự tình đã xảy ra, hắn nghĩ muốn tìm Tiêu Phàm báo vừa rồi một bàn tay mối thù, nhưng hắn long lực căn bản thi triển không được nữa.
liền lực lượng đều thi triển không được, vậy hắn thần long tử, chẳng phải là giống như phế nhân. Tí tí, ta trước đó cũng đã nói, liền sợ ngươi chơi xấu, quả nhiên ứng nghiệm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhạt nói, hiện tại bắt đầu, nhân sinh của ngươi từ điển, có phải hay không nhiều hai chữ, gọi là, hối hận. Hiện tại bắt đầu, nhân sinh của ngươi từ điển, có phải hay không nhiều hai chữ, gọi là hối hận. Tiêu Phàm lời nói, giống như một chuôi đao nhọn đồng dạng, hung hăng cắm ở thần long tử ngực. Hối hận, hiện tại, hắn thần long tử xác thực hối hận, đây chính là 16 cái địa vực A, bản thân một chiêu đều không đỡ được, cũng đã thua, cái này khiến hắn làm sao cam tâm đây. Hiện tại hắn nếu là cứ như vậy trở về, đoán chừng Túc lão sẽ 10 điểm thất vọng A. Một lần này cho ngươi một chút giáo huấn, lần sau, thì đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm lạnh lùng để lại một câu nói, liền hướng lấy nhân tộc vị trí bay đi. Ở đây tu sĩ, không có một cái nào dám ngăn trở. Một bàn tay đánh bại thần long tử, thực lực như vậy, thật là đáng sợ. Thần long tử hai mắt đỏ bừng như máu, chỉ có thể trơ mắt chơi lấy Tiêu Phàm rời đi, hắn liền đứng lên đều có chút khó khăn, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Nếu là lại chọc giận Tiêu Phàm, cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Vô luận ngươi là ai, ta đều muốn ngươi chết, thần long tử trong lòng lạnh giọng nói. Vô Trần cái tên này, thần long tử tự nhiên là không tin, một cái liền vạn tộc thiên tài bảng cũng không vào người, lại làm sao có thể đánh bại hắn đây. Cái tên này, khẳng định chỉ là một cái biệt hiệu mà thôi. Tiêu Phàm lại là không quan tâm thần long tử ý nghĩ, hắn lần nữa đi tới nhân tộc vị trí thần chu bên bờ, nhìn về phía thí thần nói thế nào, ngọc bài bán chạy sao. Lão, Vô Trần đại ca, thí thần thiếu chút nữa thì điểm phá Tiêu Phàm danh tự, vội vàng sửa lời nói, còn có thể, ngươi cái kia 40 khối, ta đã bán rồi, tổng cộng 128 ức trung phẩm nguyên tinh. Dứt lời, thí thần tiện tay vứt cho Tiêu Phàm một mai càn khôn giới, Tiêu Phàm lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. 128 ức trung phẩm nguyên tinh, hồi đoái thành cực phẩm long tinh, cũng liền hơn 6.000 khối mà thôi. Liền hắn cho bạch ma bọn họ tiền tiêu vặt đều không đủ. Ngày đó 7 người, hắn liền cho 7 vạn cực phẩm long tinh. Thí thần, người có cảm giác hay không những cái này ngọc bài bán tiện nghi? Tiêu Phàm bí mật truyền âm nói. 40 khối y ngọc bài, cũng thì tương đương với 40 cái địa vực, có thể mới vẻn vẹn bán hơn 6.000 khối cực phẩm long tinh giá trị. Bản thân vất vả vài ngày. Còn không bằng ở tổ long bí cảnh ở bên trong lấy được long tinh một phần vạn đây. Cũng là không tính tiện nghi, dù sao, ngọc bài không phải chân chính địa vực. Thí thần nghĩ nghĩ, nói ngọc bài ở trên tay chúng ta không đáng tiền, bởi vì đổi không đến chân chính địa vực, nhưng nếu là ở ngũ đại gia tộc trên tay, xác thực đáng tiền, chỉ có bọn họ có thể đổi lấy chân chính địa vực. Vậy vừa rồi mua ngọc bài không phải cũng kiếm lợi lớn. Tiêu Phàm biểu tình cổ quái nói. Yên tâm đi, ta là bán cho nhân tộc tứ đại gia tộc, chỉ có hoang gia không có bán. Thí thần cười cười nói. Tiêu Phàm lúc này mới gật gật đầu, 40 cái địa vực, nếu như cứ như vậy cho chủng tộc khác, trong lòng của hắn quả thật có chút không cam tâm. Dù cho trong lòng của hắn lại làm sao khó chịu hoang gia, nhưng những này địa vực đúng là thực, đối với nhân tộc mà nói, ít nhiều cũng có một chút dùng. Đúng rồi, đây là ta đoạn thời gian trước bán ngọc bài. Đại khái bán 10 khối, kiếm lời 100 ức trung phẩm nguyên tinh. Thí thần lại lấy ra một cái càn khôn giới. 10 khối thì bán 100 ức, Tiêu Phàm hơi sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền biết, thí thần bán cho người khác tự nhiên giá cả rất cao, có thể bán cho nhân tộc, chỉ là tính cách tượng trưng thu một điểm mà thôi. Bất quá hắn lại là không có tiếp cái kia càn khôn giới, ngược lại ném cho thí thần một chiếc nhẫn nói chính ngươi giữ lại. Khó trách lão đại trướng mắt những cái này trung phẩm nguyên tinh. Thí thần trợn to hai mắt, đắng chát cười nói. Tiêu Phàm cho không phải là hắn vật gì khác, chính là 2 vạn cực phẩm long tinh, giá này giá trị, nhưng chính là hơn mấy trăm ức trung phẩm nguyên tinh a. Tiêu Phàm cười cười, nhìn về phía cách đó không xa 5 chiếc thần chu, rất nhanh liền bị mấy đạo ánh mắt hấp dẫn, chỉ thấy Hoang Vô Cương cùng Hoang lão tam sắc mặt tái xanh, bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Cũng khó trách bọn hắn tức giận như vậy, Tiêu Phàm đem ngọc bài bán cho mặt khác tứ đại gia tộc, lại không có bán cho hoang gia, đây không phải khác nhau đối đãi sao? Cái này hoang gia quá kiêu ngạo,
ta liền là không bán cho bọn họ, tức chết bọn họ. Thí thần hung tợn nói. Tiêu Phàm lại là cười lắc đầu, nói có lẽ, chúng ta cùng Hoang gia quan hệ trong đó, không cần thiết huyên náo như vậy cương. Nói đến đây, Tiêu Phàm bỗng đạp không mà lên, hướng về Hoang gia vị trí thần chu bay đi. Ngươi tới làm cái gì? Tiêu Phàm vừa mới leo lên thần chu, Hoang Vô Cương liền sắc mặt khó coi đi tới, nổi giận nói. Ta tới cùng Hoang gia làm một cuộc làm ăn, không hoan nghênh phải không? Tiêu Phàm mỉm cười, ngay sau đó không tiếp tục để ý Hoang Vô Cương, mà là nhìn về phía Hoang gia Túc lão Hoang lão tam. Hoang lão tam mặt âm trầm, Tiêu Phàm làm hai chuyện nhường hắn thật mất mặt, thậm chí để Hoang gia mất mặt, cái này khiến hắn làm sao thư sướng đây? Ngươi nghĩ nói làm ăn gì? Hoang lão tam trầm giọng nói, chẳng biết tại sao, hắn đối Tiêu Phàm có một loại nhàn nhạt kiêng kỵ. Hoang tam tổ, Tiêu Phàm thần sắc như thường, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện 57 khối ngọc bài. Nhiều như vậy ngọc bài, đám người con ngươi co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Ngay cả Hoang lão tam nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh, 57 khối ngọc bài, đây chính là tương đương với 57 cái địa vực A. Phải biết, man hoang cổ cương tổng cộng cũng chỉ có chừng 600 cái địa vực mà thôi, Tiêu Phàm trong tay ngọc bài, đã tương đương với man hoang cổ cương 1/10 cương thổ. Tiểu Hữu, 3 ức trung phẩm nguyên tinh một khối ngọc bài, ta mua hết. Không đợi Hoang Vô Cương mở miệng, Bắc Thần Hồn liền lao đến, ánh mắt sáng quắc hướng về Tiêu Phàm trong tay ngọc bài. Lão hủ ra 4 ức, ta 4.5 ức, ta 5 ức, Thiên Viên Huyền Đạo, Độc Cô cùng một cái khác lão giả nhao nhao bước lên thần chu, vẻ mặt tha thiết nhìn xem Tiêu Phàm trong tay ngọc bài. 57 khối ngọc bài A, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua có thể thắng nhiều như vậy ngọc bài. Mấy giới vạn tộc đổ vực chi chiến, nhân tộc đều chỉ dùng của mình địa vực đi đổi lấy chủng tộc trận chiến tư cách, cái này cũng dẫn đến nhân tộc địa vực càng ngày càng ít. Tuy nói nhân tộc 3.000 vực, nhưng trên thực tế sớm đã không đủ 3.000 vực. Tiểu Hữu là cùng ta tới nói chuyện làm ăn, cũng không phải tìm các ngươi. Hoang lão tam lấy lại tinh thần, vội vàng đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương, bắt đầu xua đuổi Bắc Thần Hồn bọn họ. Tiêu Phàm thần sắc như thường, tựa như hắn đã sớm đoán được kết cục như vậy, hướng về phía Độc Cô bốn người hơi hơi thi lễ nói, bốn vị tiền bối, vãn bối chính là man hoang cổ cương tu sĩ, trước đó cái kia 40 khối ngọc bài, xem như hiếu kính các vị, bây giờ những cái này ngọc bài, vãn bối nghĩ tự xử trí. Ai, thôi, Cơ Gia Túc lão Độc Cô thở dài, khoát tay áo nói, Hoang lão tam, người man hoang cổ cương ra một nhân tài, là man hoang cổ cương phúc khí A. Tiểu tử, nếu là Hoang gia dám uy hiếp ngươi, tùy thời đến Bắc Thần cổ cương tìm ta, lão hủ thay ngươi làm chủ, coi như đem ngươi kia là cái gì vô tận thần phủ chuyển đến, lão hủ cũng hoan nghênh. Bắc Thần Hồn không kiêng nể gì cả nói. Mặt khác hai cái lão giả chưa từng mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bốn người rời đi Hoang gia thần chu. Hoang lão tam hung hăng trợn mắt nhìn Bắc Thần Hồn một cái, thật lâu mới tập trung ý chí, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng khác biệt, trịnh trọng nói cái này sinh ý, người muốn như thế nào nói. Tiêu Phàm nhìn chung quanh, cũng không có mở miệng ý tứ. Lão tổ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời vào trong. Hoang Vô Cương lấy lại tinh thần, cung kính nhìn Hoang lão tam một cái, sau đó làm một cái thủ hiệu mời. Tiêu Phàm cùng thí thần hai người đi theo Hoang Vô Cương cùng Hoang lão tam đi vào khoang thuyền bên trong, ngay sau đó một đạo hà mang nở rộ, bao phủ khoang thuyền. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ hiển nhiên là không thể nào biết rõ Tiêu Phàm cùng Hoang lão tam ở giữa nói chuyện. Khoang thuyền bên trong, Tiêu Phàm tùy ý ngồi ở một đầu ghế bên trên, trong tay lại ở ước lượng lấy cái kia mấy chục mai ngọc bài. Ngươi bây giờ có thể nói rồi a hát. Hoang Vô Cương sắc mặt khó coi hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, cầm trong tay mấy chục mai ngọc bài, tất cả đều ném lên bàn, cũng không sợ Hoang lão tam cướp đi, cười nói, giữa chúng ta, có hai loại phương thức hợp tác. Phương thức gì? Hoang Vô Cương 10 điểm khinh thường. Hợp tác, hắn Hoang gia chính là nhân tộc 5 đại gia tộc một trong, Tiêu Phàm chẳng qua là một cái nho nhỏ đại đế cảnh tu sĩ, có tư cách gì cùng Hoang gia hợp tác? Hoang lão tam trầm mặc không nói, nhưng thần sắc cũng mang theo một tia khó chịu, chỉ là vẫn đang chờ đợi Tiêu Phàm đoạn dưới. Loại thứ nhất, cái này 57 khối ngọc bài,
ta không cầu bất luận cái gì hồi báo cho Hoàng gia. Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh nói. Ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Hoàng Vô Cương cười lạnh, đừng nói hắn không tin, ngay cả bên cạnh thí thần đều không tin. Tự nhiên không phải, Tiêu Phàm đàm thiếu tự nhiên, nói các loại chủng tộc chi chiến kết thúc sau, Hoàng gia nhất định phải phân chia 27 địa vực cho vô tận thần phủ. Ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp. Hoàng Vô Cương trên mặt đều là vẻ trào phúng. Nếu là liền ý nghĩ đều không có, vậy ta cũng sẽ không tới cái này cùng các ngươi nói. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói, huống hồ, người Hoàng gia không nguyện ý, nhưng Bắc Thần gia tộc không nhất định không nguyện ý, không phải sao? Ngươi dám uy hiếp chúng ta? Hoàng Vô Cương vô cùng phẫn nộ. Hoàng Lão Tam lại là một trận trầm mặc, vừa rồi Bắc Thần hồn rời đi trước đó, thế nhưng là mời Tiêu Phàm. Nếu như Hoàng gia không nguyện ý tiếp nhận điều kiện này, cái kia Bắc Thần gia tộc nhất định sẽ đáp ứng, dù sao, đây chính là 57 cái địa vực a, vô duyên vô cớ liền có thể để một cái cổ cương mở rộng 1/10 cương thổ. Một loại phương thức khác đây, Hoàng Lão Tam thần sắc bình tĩnh nói. Ở nói một loại phương thức khác trước đó, ta hy vọng, có ít người có thể im miệng. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Hoàng Vô Cương một cái. Ngươi! Hoàng Vô Cương thiếu chút nữa thì nổi giận. Vô Cương, ngươi trước ra ngoài. Hoàng Lão Tam nhìn thật sâu Hoàng Vô Cương một cái, thản nhiên nói. Từ Hoàng Vô Cương biểu hiện đến xem, cùng Tiêu Phàm so sánh, xác thực kém nhiều lắm, thậm chí Hoàng Lão Tam đều có loại ý nghĩ, nếu như Tiêu Phàm là hắn Hoàng gia đệ tử, thật là tốt biết bao a. Là, Tam Tổ, Hoàng Vô Cương hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, không cam lòng rời đi. Hắn mặc dù là Hoàng gia thiếu chủ, nhưng tại gia tộc Túc Lão trước mặt, liền phụ thân hắn đều muốn tôn trọng 3 phần, huống chi hắn Hoàng Vô Cương đây. Túc Lão, thế nhưng là nhất tộc nội tình vị trí. Một lần này yên tĩnh nhiều, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, nói, loại thứ hai phương thức, cái này 57 cái địa vực, không ràng buộc cho ngươi 30 cái. Hoàng Lão Tam trong lòng âm thầm kinh ngạc, đục ngầu con ngươi chán phóng một sợi tinh quang. Hiển nhiên nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. 30 cái địa vực, không có đền bù đưa cho chính mình, cái này cỡ nào lớn thủ bút a? Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hoàn toàn không tin cái này thực sự là một người trẻ tuổi thủ bút. Từ Tiêu Phàm trong con ngươi, Hoàng Lão Tam thấy được một loại tên là dã tâm đồ vật, hơn nữa, cái này dã tâm rất lớn. Hắn không có mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Phàm còn có một số nói còn chưa dứt lời. Hơn nữa, ta vô tận thần phủ chỉ để lại 27 địa vực, những nơi khác cũng đủ số giao cho Hoàng gia. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, cơ hồ từng chữ nói ra, bất quá, vô tận thần phủ không còn phụ thuộc Hoàng gia. Lời này vừa nói ra, Hoàng Lão Tam con người bỗng nhiên rút thành một cây châm. Không còn phụ thuộc Hoàng gia, vậy cũng là vô tận thần phủ muốn độc lập ra ngoài, không về man hoang cổ cương quản hạt. Kể từ đó... Tiêu Phàm đem 57 cái địa vực cho Hoàng gia, mà Hoàng gia lại lấy ra 27 địa vực trả lại vô tận thần phủ, Hoàng gia xác thực không ràng buộc nhiều đến 30 cái địa vực. Chỉ là vô tận thần phủ lại thoát ly Hoàng gia khống chế, đây là Hoàng Lão Tam không nguyện ý thấy. Nhưng mà, 30 cái địa vực dụ hoặc, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cái này đủ để cho Hoàng gia khống chế phạm vi mở rộng 1/20. Nhưng đừng nhìn 1/20. Đối với ngũ đại gia tộc bậc này đỉnh tiêm lực lượng mà nói, một chút xíu chênh lệch, đều sẽ chênh lệch rất lớn. Tam tổ có lẽ có thể suy tính một chút loại thứ nhất. Tiêu Phàm nhìn thấy Hoàng Lão Tam do dự. Loại thứ nhất, Hoàng Lão Tam lại là trần chờ, loại thứ nhất lựa chọn, man hoang cổ cương thế nhưng là tương đương với làm lớn ra 1/10 cương thổ. Thế nhưng là, vô tận thần phủ bây giờ đã có hơn 60 cái địa hạt, nếu như lại nhiều 27. Cũng thì tương đương với khoảng 100 cái địa vực a. 100 địa vực, tương đương với man hoang cổ cương 1/6 phạm vi thế lực, nếu để cho vô tận thần phủ đầy đủ thời gian, có lẽ có thể uy hiếp được hoang gia địa vị cũng không nhất định. Trong lúc nhất thời, Hoàng Lão Tam không biết lựa chọn như thế nào, hai loại lựa chọn đều có lợi có hại. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn xem ra Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, đáng tiếc, Tiêu Phàm thần sắc không hề bị lay động. Căn bản nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Vô Trần đại ca, ta đây còn có một số ngọc bài, nếu không cũng cùng một chỗ cho ngươi. Lúc này, một mực trầm mặc không nói thí thần đột nhiên mở miệng nói.
chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một đống mạ vàng ngọc bài. Hoàng lão tam thấy thế, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Những cái này ngọc bài, vậy mà nhiều đến hơn 60 khối, so Tiêu Phàm cho hắn 57 khối còn nhiều hơn. Tiêu Phàm cũng là không rõ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thí thần trong tay còn có nhiều như vậy ngọc bài, không khỏi truyền âm nói, thí thần, người đem ngọc bài lấy ra hết, cái kia vòng thứ hai chủng tộc chi chiến đây. Yên tâm đi, ta còn giữ một chút đây. Thí thần mỉm cười, truyền âm hồi đáp. Tiêu Phàm lúc này mới gật gật đầu, hắn không thể bởi vì vô tận thần phủ, liền để thí thần mất đi tiến vào phi tiên thánh cảnh cơ duyên, mặc dù chính hắn cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nơi này vừa lúc 120 khối, Tiêu Phàm tiếp tục xem Hoàng lão tam nói, lại là phát hiện Hoàng lão tam hô hấp đều trở nên dồn dập. Tiêu Phàm rèn sắt khi còn nóng nói, nếu là lựa chọn loại phương án thứ nhất, Hoàng gia nhất định phải cho 60 cái địa vực cho vô tận thần phủ, nếu như loại phương án thứ hai, vô tận thần phủ chỉ lấy 40 cái địa vực. Hoàng lão tam cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, dù cho hắn nhiều năm tâm tính, giờ phút này cũng nổi sóng chập trùng. Trong lòng của hắn đang cân nhắc được mất, nếu như loại thứ nhất lựa chọn, hoàng gia liền có thêm 120 cái địa vực, tương đương với làm lớn ra 1/5 cương thổ. Chỉ là kể từ đó, vô tận thần phủ liền chiếm cứ 1/5 cương thổ, về sau hoàng gia tất nhiên sẽ bị vô tận thần phủ uy hiếp. Mà lựa chọn thứ hai, hoàng gia để vô tận thần phủ độc lập, không những có thể suy yếu vô tận thần phủ lực lượng, còn có thể gia tăng 80 cái địa vực, cớ sao mà không làm đây? Lão hủ có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta còn có một cái điều kiện. Hoàng lão tam thở sâu, trầm giọng nói. Điều kiện gì? Nhìn thấy Hoàng lão tam đáp ứng, Tiêu Phàm trong lòng có loại khó có thể ức chế kích động, bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì 10 điểm bình tĩnh. Đừng nhìn hai loại lựa chọn này, lựa chọn thứ hai Tiêu Phàm tổn thất rất lớn. Thế nhưng là, loại này mới là nội tâm của hắn mong muốn lựa chọn. Chỉ cần vô tận thần phủ thoát ly man hoang cổ cương, vậy sau này cùng hoang gia cũng không có cái gì thượng hạ cấp quan hệ, vô tận thần phủ tự nhiên không cần nhận hoang gia cản trở. Dù cho bây giờ vô tận thần phủ trưởng quản lấy hơn 60 cái địa hạt, có thể đây chỉ là mặt ngoài. Chỉ cần vô tận thần phủ phụ thuộc hoang gia, coi như vô tận thần phủ có được gần 100 cái địa hạt, có thể hoang gia muốn thu hồi đi vậy chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Những cái này đều không phải là Tiêu Phàm muốn thấy được, hắn muốn chính là vô tận thần phủ có thể có được một mình chống lại hoang gia lực lượng, liền phải một mình phát triển. Ta cần một cái phi tiên thánh cảnh danh ngạch, Hoàng lão tam trầm giọng nói, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sững sờ, không hiểu nói, trước đó không phải cho các ngươi 15 khối địa vực ngọc bài sao, một cái danh ngạch chỉ cần 10 khối mà thôi. Không, ta nói chính là phi tiên thánh cảnh danh ngạch. Hoàng lão tam lắc đầu. Ngươi là muốn cho ta chiếm lấy chủng tộc chi chiến 20 người đứng đầu, sau đó đem danh ngạch tặng cho ngươi hoàng gia. Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn mặc dù có nắm chắc chiếm lấy một cái danh ngạch, thế nhưng là, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn đây. Lão đầu, ngươi cũng quá không hiền hậu, mình muốn phi tiên thánh địa danh ngạch, bản thân đi tranh thủ là được a, dựa vào cái gì người khác lấy được, muốn cho ngươi hoàng gia. Thí thần vẻ mặt phẫn nộ nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cắn răng. Đây là vô tận thần phủ thoát ly man hoang cổ cương cơ hội tốt nhất, nếu như cứ như vậy bỏ qua, vậy coi như thật không có. Hoàng lão tam hài lòng cười một tiếng, kể từ đó, cái kia hoang vô cương cũng không cần phải tham gia chủng tộc chi chiến. Bất quá, ta cũng có một cái yêu cầu, Tiêu Phàm lại nói. Nếu như ngươi muốn gia tăng vô tận thần phủ địa vực, vậy liền không bàn nữa a. Hoàng lão tam trực tiếp chặn lại Tiêu Phàm cửa. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cười cười, nói, không, ta chỉ là muốn giấy trắng mực đen viết xuống. Hoàng lão tam sắc mặt tối đen, khó chịu nói, người đây là không tin ta hoàng gia. Ta tự nhiên tin tưởng tam tổ, nhưng ta sợ một mình ngài ở hoàng gia nói không tính a. Tiêu Phàm lắc đầu. Hoàng lão tam ngược lại là không có phản bác, hắn chỉ là tam tổ mà thôi, chí ít phía trước còn có nhị tổ cùng đại tổ. Hắn, lại là không thể hoàn toàn đại biểu hoang gia. Tốt, không phải liền là giấy trắng mực đen mà thôi, lão hủ đáp ứng ngươi chính là. Hoàng lão tam bây giờ chỉ muốn gia tăng 80 cái địa vực, chỗ nào còn quan tâm được mặt khác. Vậy thì cảm ơn tam tổ,
Tiêu Phàm cười tiếp nhận Hoàng lão tam cam đoan, hơn nữa lại từ trong tay áo lấy ra một mai ký ức thủy tinh, hiển nhiên sự tình vừa rồi hắn tất cả đều ghi xuống. Nhìn thấy Hoàng lão tam sắc mặt tối đen, Tiêu Phàm liền vội vàng giải thích nói, tam tổ không nên tức giận, vãn bối chỉ là quen thuộc mà thôi, không có ý khác, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hoàng lão tam gật gật đầu, nhìn qua Tiêu Phàm bọn họ đi tới cửa. Đúng rồi tam tổ, đi tới cửa, Tiêu Phàm lại đột nhiên ngừng thân hình, quay đầu cười nói, ta là Hoàng gia tranh đoạt một cái danh ngạch, cái kia Hoàng vô cương cũng không tất yếu tham gia chủng tộc chi chiến, cái kia 10 mai ngọc bài có thể hay không? Lan, không đợi Tiêu Phàm nói xong, Hoàng lão tam liền mặt âm trầm quát. Hắn cùng Tiêu Phàm đòi hỏi danh sách kia, đúng là thay Hoàng vô cương muốn, có thể vạn nhất Hoàng vô cương vận khí tốt, cũng xông vào 20 người đứng đầu đây. Bây giờ trên tay hắn có gần 100 khối ngọc bài, Hoàng lão tam cũng không quan tâm cái kia 10 khối. Tiêu Phàm nhún nhún vai, mang theo thí thần rời đi thần chu, sau đó tại chiến trường bên bờ một chỗ người ở thưa thất địa phương ngừng lại. Lão đại, ngươi sẽ không sợ cái kia Hoàng lão tam đổi ý sao? Thí thần truyền âm hỏi. Hơn 100 cái địa vực a, mặc dù Tiêu Phàm có giấy trắng mực đen, có thể vạn nhất Hoàng gia tam tổ đổi ý, Tiêu Phàm cũng căn bản không làm gì được hắn sao a? Mặc dù mọi người tộc đều thích sĩ diện, nhưng tại gần 100 cái địa vực trước mặt, đoán chừng ai ra mặt đều có thể so tường thành dày. Đổi ý lại như thế nào? Ta muốn chỉ là Hoàng gia một cái thái độ mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, dù sao vô tận thần phủ lại không cần di chuyển, tuy nhiên nói như vậy, có thể vô tận thần phủ cũng không thể làm lớn ra a. Thí thần vẫn như cũ có chút lo lắng nói. Chờ thí luyện kết thúc, chúng ta cũng đều có thể đột phá thánh đế cảnh, tại chính mình sân nhà, đối mặt Hoàng gia lại có sợ gì. Tiêu Phàm tự tin vô cùng, huống hồ, người cảm thấy Hoàng gia còn có thời gian đối phó ta sao? Ngươi là nói, thí thần ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lão đại, ngươi quá âm hiểm, Hoàng gia cho dù có thiên hoàng hỗ trợ, muốn thu phục cái kia hơn 100 cái địa vực, thế nhưng không phải đơn giản như vậy a. Không sai, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, nhếch miệng cười nói, chờ Hoàng gia triệt để thu phục cái kia hơn 100 cái địa vực, ta vô tận thần phủ há lại sẽ dậm chân tại chỗ. Tiêu Phàm làm tất cả những thứ này, chẳng qua là chuyển di Hoàng gia lực chú ý mà thôi. Cùng Hoàng lão tam đạt thành hiệp nghị, vô tận thần phủ trên danh nghĩa cũng chỉ có 40 cái địa vực, so với cái kia 120 cái địa vực, hiển nhiên sẽ không quá dễ thấy. Cùng dùng cái kia 120 cái địa vực đi đổi một chút nguyên tinh, còn không bằng cho vô tận thần phủ thắng được cơ hội thở dốc. Thế nhưng là lão đại, ta vô tận thần phủ đến lúc đó chỉ còn lại có 40 cái địa vực a. Thí thần vẫn như cũ còn có chút không cam lòng. Ai nói chỉ có 40 cái? Tiêu Phàm cười nhìn lấy thí thần, tự tin nói, mặt khác địa vực, ta cũng sẽ không động, chờ Hoàng gia tuân thủ hiệp nghị thời điểm lại nói, thí luyện về sau, chính là vô tận thần phủ chân chính bay lên thời điểm. Lão đại, người lợi hại, thí thần không khỏi cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, bị Tiêu Phàm nói kích tình bành trướng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại híp híp hai mắt, nói, ngược lại là cái kia phi tiên thánh cảnh danh ngạch rất khó làm a, xem ra, ta còn phải đi làm 10 khối ngọc bài mới được, nhiều một cái danh ngạch, dạng này cơ hội lớn một chút. Còn làm cái gì ngọc bài, ta đây còn có hơn mấy chục khối đây. Thí thần cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói, xòe bàn tay ra, trong tay vẫn còn có 20 khối ngọc bài. Thí thần, làm rất tốt, Tiêu Phàm vỗ vỗ thí thần bả vai, vui sướng cười ha hả. Vốn là nghĩ thay Nam Cung cùng Tiểu Thất Ca bọn họ giữ lại, đáng tiếc bọn họ đã đột phá thánh đế cảnh. Thí thần khe khẽ thở dài nói. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh bốn phía nói, đúng rồi, người nói lão nhị cùng Tiểu Ngũ bọn hắn tới, ở đâu? Tiếng nói còn không có rơi xuống, lại là nhìn thấy hai đạo bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, trừ bỏ Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất còn có thể là ai đây? Hai người đều đã đột phá đến thánh đế cảnh, chính là chân chính thánh đế cảnh cường giả, chỉ là đoạn này thời gian một mực không lộ diện mà thôi. Đúng rồi lão đại, người gặp qua Tà Vũ sao? Gia hỏa này thế nhưng là xông vào vạn tộc thiên tài bảng thứ 33 tên sau liền không có động tĩnh. Thí thần đột nhiên ngưng tiếng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 164.